thơm quá. Hello, chào chị Diễm Trần nha, chào hết mấy chị. Nay có hồ điệp thơm về cho mấy chị đây. Cái màu nó giống như cái màu áo em mặc luôn á. Màu hoa giống như màu áo em mặc luôn mấy chị ơi. Màu này là màu cà chua nè. Thơm lắm luôn á. Chào anh Hiếu Ken, chào hết mấy chị ạ. Hello chị Tiết Nhung. Mấy chị ơi, hôm nay em có hồ điệp thơm cho mấy chị đây. Trời ơi. Hôm nay em có hàng hồ điệp thơm cho mấy chị nè. Cái màu nó y chang như cái màu áo của em luôn nè mấy chị. Cánh cứng rất là dày. Nay em có được cỡ 40 cây màu này chứ mấy cho mấy chị. Thơm lắm. Thơm lắm khách ơi. Từ lúc mà khui thùng cho đến tới giờ nó phát mùi thơm rất là nồng luôn. Đây là cái hàng hồ điệp thơm nè. Cái màu của nó đẹp lắm. Cực kỳ ngọt luôn nè. Cái màu nó giống như cái màu áo em mặc cho mấy chị luôn. Màu này á, là màu màu vàng cam, màu đỏ cam á, màu đỏ cam mà tông sáng. Nó khác với cái hồ điệp thơm màu đỏ hôm trước Tết em bán cho mấy chị. Hôm nay em về cái màu này thơm lắm luôn. Chào anh Văn Châu, chào hết mấy chị nha. Thấy cây này quá trời đẹp luôn á. Cánh nó cứng khủng khiếp luôn nè mấy chị. Cánh này cứng dữ lắm, cứng luôn. Y chang như cái màu áo em mặc vậy đó mấy chị. Màu tông cam như thế này nè. Chào chị Ngọc Hoa nha, chào hết mấy chị. Trưa nay em có bán hồ điệp thơm cho mấy chị. Thơm lắm nha. Thằng này thơm lắm luôn nè. Chị Trâm ơi, hai cây hồ điệp chị nhận rồi, sao cây chưa thấy hả? Có cái đơn hàng kiểm tra, chị muốn tin về nhân viên kiểm tra đơn hàng cho chị Trâm nha. Ôi, thơm lắm mấy chị ơi. Cái màu này mấy chị giống như là cái màu cà chua của mình vậy đó mấy chị. Màu đỏ cam, màu cà chua của mình vậy đó. Đây, cái giống này rất là thơm luôn nè mấy chị ơi. Cánh nó rất là cứng mấy chị. Nó không có giống như những cái thằng màu hồ điệp khác mà bông của nó, cánh nó mỏng. Còn cái thằng này cánh rất là cứng dày luôn. Cái màu của nó cứng dày khủng khiếp luôn nè. Màu này khác rồi. Nó có mấy màu điệp thơm lận mà. Vàng khác, màu đỏ khác, màu cam khác chứ. Hôm trước Tết thì em bán mấy chị được hai tông màu thơm, màu đỏ với màu vàng. Còn hôm nay là có cái màu này á, là cái màu đỏ cam. Cái tông nó cam như cái màu áo mặc hơn nhưng mà nó hơi sẫm hơn một xíu cho mấy chị. Hàng này cây rất là đẹp luôn nè, hàng đài. Hàng này là hồ điệp mini nha, hồ điệp thơm cho mấy chị đó. Cây hiện tại đang có vò hoa hết nè mấy chị ơi. Đó, tặng quà game cho cây này nha. Này được, cái này về được có 40 cây. Trời ơi mấy chị ơi, cái màu này ở ngoài nó nhìn nó đẹp hơn nữa mấy chị. Ở ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Cái màu của nó màu cam như thế này nè, để em quay cam sao cho mấy chị coi cho nó dễ nhìn. Màu này cực đẹp luôn nè. Nè mấy chị coi nè, màu này giống như là cà chua của mình vậy đó mấy chị. Thằng này thơm lắm luôn. Hello chị Hạnh, chào hết mấy chị nha. Quà game tặng cho anh cây. Mấy chị vào xem like chia sẻ đi. Em thấy cái màu này em cưng quá à mấy chị. Màu này bữa giờ trước giờ mới bán lần đầu tiên cái màu hồ đẹp này cho mấy chị nè. Em tặng hồ đẹp thơm. Hoặc em là tặng cho mấy chị cái hồ đẹp thơm rất là nồng nha, chứ không phải là thơm nhạt nhạt nha mấy chị. Tặng cho mấy chị cái hồ đẹp thơm. Mà thằng này em quay cam sao cho mấy chị coi. Hello chào chị Huệ. Nè em quay cam sao mấy chị coi nè. Cánh của nó cam bóng như thế này nha. Màu cam bóng như thế này nè mấy chị. Cánh nó cực kỳ cứng luôn. Đây cực kỳ cứng dày cho mấy chị luôn nè. Cánh nó cứng lắm mấy chị. Cái viền cánh của nó nè mấy chị coi nè. Rất là cứng nha. Màu này rất là đẹp. Màu này màu mới nè. Hôm nay em mới về cho mấy chị đây. Thằng này quá trời đẹp luôn nè mấy chị ơi. Cái tông màu này siêu xịn sò cho mấy chị luôn nè. Hello chào chị Sushi Trần nha. Chào chị. Quà game tặng cho hồ điệp thơm. Mấy chị chào anh Tích Ông nha. Mấy chị vào xem like nhớ chia sẻ giùm em tặng cho cây nè mấy chị ơi. Màu này là mới về mới bán lần đầu tiên của mấy chị á. Hoa thơm nha. Nó tặng cho cây này. Trời ơi, cái màu cưng lắm mấy chị, ở ngoài nhìn nó đẹp lắm. Cái màu của nó là cái màu cam sẫm. Cam sẫm mà màu vàng như tông đỏ cam á mấy chị. Cái màu này cực hot luôn nè. Những cái tông màu này đẹp lắm luôn. Hoa thơm mà cánh nó bóng nó rất là cứng nha mấy chị. Thằng này cứng hơn thằng màu vàng rất là nhiều. Cứng hơn thằng màu đỏ trước em đây em bán cho mấy chị đó. Ngoài nhìn đẹp hơn. Ngoài nhìn đẹp hơn ở trong hình nữa. Nó bóng lắm mấy chị ơi, cái cánh bông nó cực kỳ bóng luôn. Mùi thơm lắm nha. Mùi thơm mấy chị ơi, mùi thơm. Hello chào chị Thục. Chào hết mấy chị luôn. Và game là tặng cho cây này. Này hôm nay em mới về nè. Hàng đẹp sắc.
Ừ, cây của nó như thế này không nè, mấy chị coi nè. Cốc 3.5 nha. Tuy mini mini chứ là cốc của nó là cốc 3.5 và hàng này lon chuẩn cho mấy chị nha. Nhớ là vào xem like cho em xin một phút chia sẻ với mấy chị ấy. À, giờ 2 giờ rưỡi rồi. 2 giờ. À, thêm cho một phút nữa nha. Một phút nữa rồi em quay quà game cho mấy chị. Quay hệ thống máy cho. Đây này đẹp quá mấy chị ơi. Cái màu này ngọt quá trời ngọt luôn. Giá cực kỳ mềm cho mấy chị, không có đắt đâu. Hàng thơm này giá cực kỳ mềm cho mấy chị, không có đắt nha. Em bán cho mấy chị bằng với những cái dòng lan hồ đẹp khác hả? Nó không có đắt cho mấy chị. Cốc 3.5. Hàng thơm lắm nha. Có em có được về cái này hôm nay em về được 40 cây á mấy chị. Đây, cái này em bán cho mấy chị là 175.000. 175.000 đối với cây hai vòi thế này. Hồ điệp thơm cốc 3.5 nha. Hồ điệp thơm này á là tông màu của nó giống như là cái màu cà chua của mình vậy đó mấy chị. Màu cà chua á. Màu cà chua của mình vậy đó. Cây bông của nó cứng lắm, cánh bông nó rất là cứng. Nãy em có quay cam sao cho mấy chị. Tặng cây rồi, tặng cặp đâu có được đó chị Châu Thị. Tặng cây muốn xỉu rồi đó. Đây. Tặng cây là muốn xỉu rồi đó nè. Màu đẹp thơm nha. Cái màu nó giống y chang như là cái màu áo của em đang mặc vậy đó mấy chị. Mà cam sao nó nhìn sẽ đẹp hơn cho mấy chị. Cam sẫm như thế này. Cam sẫm nha. 175.000. Hồ điệp cam. Đáng ra em để mấy chị 180 bớt thêm 5.000 nữa. Giá hồ điệp cam nó hồ điệp thơm á, đa phần nó nhích hơn cho mấy chị một xíu. Dạ anh Minh Khang Nguyễn. Hả, nhậu quá hả? Nhậu quá nên khang tiếng. Trời ơi không được miếng bia nữa chứ nhậu gì. Nhậu quá hả? Mấy chị làm như em nhậu nhiều lắm bằng. À, đây tặng cho cái cây này cho mấy chị nha. Trời ơi. Cái màu này mấy chị biết sao không? Em cho mấy chị coi nè. Xíu hơi chút đơn chị Vũ Nguyễn ơi, 175.000. Em cho mấy chị coi mà cái hình hồ điệp cam chụp tại vườn cho mấy chị đây. Thằng này nó đẹp giả mang mấy chị, để một xíu. Màu của nó đẹp khỏi bàn. Thằng này rất là thơm luôn nè. Em cho mấy chị coi nha. Cái mặt bông của nó chụp nè. Trời nó màu nó đẹp lắm mấy chị ơi. Thằng này nó đẹp dữ lắm luôn nè. Em chụp cận cảnh cho mấy chị. Nó là dòng cánh cứng, dày và rất là thơm. Thơm nhưng mà bông nó cứng lắm mấy chị. Nó giống như là mấy chị chơi hoa cánh sáp vậy đó. À, mấy chị mà chơi có chơi tú cầu không? Mấy chị mà chơi tú cầu thì mấy chị sẽ thấy là cái thằng này nó bông lắm. Nó cứng hơn thằng cuốn hoa tú cầu của mình nữa đó mấy chị. Nó cứng hơn rất là nhiều luôn á nha. À, cây này của nó là 175.000. Để em làm quà game cho mấy chị rồi sale mới chốt nha mấy chị ơi. Thằng này đẹp quá trời đẹp luôn nè. Hôm nay mới có hàng cho mấy chị. Cây của nó hai vòi mà phân nhánh cho mấy chị. Thơm nha. Cánh rất là cứng luôn. Bung thùng ra sáng giờ hửi vẫn rất là thơm mấy chị. Cứng lắm. Cánh của nó cứng cực kỳ cứng luôn nha mấy chị ơi. Màu của nó cái hậu thơm nè. Cốc không phải là cốc nhỏ. Cốc của nó là cốc 3.5. Hàng Đài Loan hết nha. Cốc của nó rất là khỏe nha mấy chị nè. Hàng Đài nha. Không phải là hàng Hà Nội đâu nha khách. Không có hàng Hà Nội mới có hàng này đâu nha mấy chị. Lâu lâu em mới về được cái màu này nè. Đây là cái màu mới mà bữa giờ mới bán được cho mấy chị. Cái tông cam thế này cho mấy chị nè. Tông này là tông đỏ cam mấy chị. Mấy chị biết sao không? Cái họng của nó là màu cam. Cái ở ngoài nó viền viền vàng vàng vàng. Nó có hai tông màu cho mấy chị. Chứ nếu mà tông cam hẳn thì cũng không phải là cam hẳn. Mà tông vàng không thì cũng không phải là tông vàng. Chung là mấy chị nhìn là nó cái hồ điệp thơm, em chỉ kêu nó là hồ điệp thơm cho mấy chị nha. Cái màu của nó đẹp lắm, giống như cái áo của em, màu cái áo của em đang mặc vậy đó. Hoa thơm tặng cho mấy chị cây cái đi tính gì tính. Hello chào chị Hồng Hải nha. Chào chị Hồng Hải. Để em lên cây tặng cho cái cây hồ điệp thơm này cho mấy chị. Cho chị mượn cái máy hơn. Để em quay tripod cho mấy chị cái. Đang em đang cập nhật được chia sẻ nha. Đợi em một xíu xíu nha mấy chị ơi. Em cái này hồ điệp thơm này có 175.000 cây à. Cánh nó cứng dày cực kỳ cứng. Cái cánh nó cứng hơn cái thằng hoa tú cầu của mình nữa đó mấy chị. Đây em quay luôn quà game cho mấy chị luôn nha. Hello chào chị Hồ Văn Mây Trắng nha. Chào chị Hà Anh Đào. Hello chị. Lên lúc nào cũng thấy chị Phạm Đào vô coi, bà rảnh dữ lắm nè. Bà rảnh dữ lắm luôn, không đi, không làm gì hay gì nè. Ở nhà có chồng ở không làm gì hết chị Đào. Thật, đây là tặng cho cái cây hồ điệp thơm này cho mấy chị nha. Rồi em chuẩn bị quay quà game cho mấy chị, màu này đẹp quá mấy chị. Rất là đẹp luôn nè. Cây đẹp ghê thiệt sự.
Cái màu này màu mới, bữa giờ chưa có bán lần nào hết trơn á. Bữa thấy nhà vườn nó đang mặt bông mới nên mới hốt về cho mấy chị nè, giành được 40 cây. Cái trước giờ đâu có bán màu này đâu. Trước thì có màu đỏ thơm với vàng thơm. Còn đây cái màu này thơm hơn cái màu đỏ rất là nhiều nè. Dạ. Cái nhà của em nay nó bể tiếng rồi, cài nó đi hết chị. Hơi sức nào quan tâm, mấy chị mua hàng là được rồi. Đây là cái mặt bông của cái thằng thơm nha. Thôi quay vào game cái nè. Chào Tứ Xuân Trương, em lót vào game coi mấy chị cái đó. Nay em lên hơi trễ, em đợi ra cái mấy cây hồ điệp này cái em lên bán mấy chị nè. Có 175.000 cây à. Thằng đẹp á. Đẹp sao tham gia game mình chia sẻ chế độ công khai dòng thời gian dùm em nha. Chia sẻ chế độ công khai, mấy chị chia sẻ chế độ công khai dùm em dòng thời gian. Khách mới hết cũ gì cũng có cơ hội trúng vào game hết trơn á. Bữa giờ em đâu có bán hồ điệp cho mấy chị đâu. Tại vì đâu có mặt bông nào hot đâu mấy chị. Có cây này hot em mới bốc về bán mấy chị nè. Nó là dòng thơm á, mặt bông nó đẹp. Nếu mà nó thật sự mấy chị nó không thơm, mặt bông nó ngoài nó cũng đẹp, nó cũng lạ nữa. Nó không giống với những cái mặt bông khác, còn mặt bông truyền thống. Màu này mới bán đầu tiên nè. Màu này mới có trong năm nay mấy chị, chứ mà năm trước cũng không có. Nè, không ưu tiên anh chị nào hết nha. Em quay cho mấy chị 119 cây và bắt đầu cài đặt xong rồi chuẩn bị quay cho mấy chị ạ. Chị Hồng Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn nha, bắt đầu quay game cho mấy chị, tặng nhanh cho mấy chị lên bán đi. Bắt đầu rồi. Tặng nhanh rồi lên bán cho mấy chị nha. Lên mẫu. Có được ít rồi mấy chị ơi. Dành được có 2 thùng à. Hồi đẹp này em dành được có 2 thùng, thùng được 4 nha, thùng được 20 cây. Mà ra chắc còn được khoảng ba mấy cây cho mấy chị à. Ba mấy cây à. Cây này á, giống này cực kỳ bền. Cánh nó cứng lắm. Mấy chị nạp chơi cá tú cầu mấy chị biết, mấy chị rời vô cánh mấy chị cảm giác là nó cứng đúng không? Thằng này nó còn cứng hơn nữa, cánh nó cứng khủng khiếp, nó dày cánh mấy chị. Mấy bông mà mấy cây bông mà nó cánh dày á, mấy chị chơi rất là lâu tàn. Được cái nữa là nó thơm nữa nè. Em nó không thơm, cái màu nó cũng đẹp mấy chị. Cái màu nó lạ, nó đẹp, nó đốm đốm mà nó màu vừa cam mà vừa vàng cho mấy chị nhìn tông rất là đẹp luôn. Chị bà Hậu Văn Mai Trắng. Hello chị Hậu Văn Mai Trắng à, có hả? Có chưa mà. Đang quay cho mấy chị nè. Này thứ hai á mấy chị. Này, nhanh ghê. Đây quay cái hết tuần rồi. Hồng Nguyễn cũng hay trúng game lắm luôn á. Em thấy chị Hồng Nguyễn hay trúng game quá trời luôn nè. Nhiều khách hơn quá trời hơn luôn mấy chị. Nhiều khách chơi game hoài không trúng. Ngộ thiệt, nhiều khách quá trời hơn luôn. Hệ thống chọn mình đi tôi ngộ không. Nó quay hên xui, em đâu biết ai đâu mấy chị. Quay tự động cho mấy chị mà. Nó tự lót cho mấy chị chứ em cũng không biết nữa. Cái hồ điệp này có 175.000 mấy chị. Giá rất là mềm cho mấy chị chơi. Cánh cứng mà màu nó đẹp lắm mấy chị ơi. Màu nó đẹp sao đâu á. Màu này mới có năm nay nè. Mấy năm trước không có màu này. Mấy năm trước không có màu này mấy chị. Thằng này lạ quá trời quá đất luôn mà không đẹp. Hai bông rất là đẹp cho mấy chị luôn. Chào cô Dịch Mai Nguyễn nha. Vô trễ hả? Thì cũng không thông báo cho cô hay gì. Chào chị Văn Châu nha. Nó chậm dần rồi đó mấy chị. Để coi ai trúng đây. Ước gì à. Em thấy chị Phương Nguyễn đi trúng em quá trời quá đất luôn. Chị Phương Nguyễn ước gì nữa. Không trúng của em, trúng quá trời chỗ khác luôn. Nam Hoài, anh Dương Hoài Đức xém trúng. Anh Nam Hoài nha, có là có giúp em nè. Nam Hoài ạ. Em nếm từ 1 đến 10 mình có là có giúp em nha Nam Hoài ơi. Trời ơi, cái tặng cây hồ điệp. Lâu lắm rồi mấy chị sẽ lâu lắm rồi mấy chị không thấy em bán hồ điệp đó. Tại vì em canh hờ hàng hồ điệp mới em mới lên cho mấy chị được. Nam Hoài có nè, cầm anh chị điện thoại không. Đây Nam Hoài, để coi cái chia sẻ không nha. Nam Hoài có chia sẻ công khai 12 phút trước, phiếu game hợp lệ. Mình cho em xin số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Số điện thoại địa chỉ giùm em nè.
À, mình nhắn tin vào Messenger giúp em nhanh năm hoài ơi, tặng cho cây hồ điệp thơm. Cây này á, đó giờ bán lan mấy chị mấy năm rồi. Bán lan mấy chị mấy năm rồi, hôm nay mới có được cái tăng hồ điệp màu đẹp cái này. Hoa thơm nữa. Màu này là màu bông mới hoàn toàn hiện tại trên thị trường luôn nè mấy chị. Hình như hàng Hà Nội không có màu này đâu. Hàng Hà Nội em thấy không có màu này. Hàng Hà Nội có một số màu bông đẹp lắm nhưng mà không thấy có hàng màu này đâu. Không có. Đây, hồ điệp thơm nha. 175.000 một cây. Cây của nó là cây hai ngọc. Mấy chị về chơi thử cái thằng này nha. Cho chị Nguyễn cần hai cây nè. Rồi có 175 mà chị cần ơi. Thằng này sơ xuống lắm, có được ít à. Em dành được có hai thùng mấy chị. Đây nè, Nguyễn cần hai cây. Cái này nó có nở, có nụ và nụ lớn hết. Nên về mấy chị không có sợ bị hư. Ok anh, ok năm hoài. Nè mấy chị coi nè. Quá trời đẹp, rất thơm mấy chị ơi. 175.000 một cây nha. 175.000 một cây. Em lên cho chị Vana một cây, cho chị Vana nè. Vana một cây 175 thôi. 175.000 cây của nó là cây hai ngồng nha. Nó cũng có cây một ngồng nữa đó. Mà em lên trước cho mấy chị cái cây hai ngồng. Mà thơm, màu của nó tông cam. Cánh nó cứng lắm mấy chị. Về mấy chị rờ thử là mấy chị biết liền à. 175.000 một cây hồ điệp thơm nha. 175. Em quấy đi sao cho anh quý một cây nè. Anh quý một cây hồ điệp thơm nè. 175.000. Qua đẹp lắm. Cái màu của nó, màu của nó ngọt, cực kỳ ngọt luôn mấy chị coi nè. Cánh nó cứng khủng khiếp, mấy chị rờ vô mấy chị biết liền à. Cánh nó cứng khủng khiếp. 175.000. Em lên cho Vương Nữ Nguyễn một cây hồ điệp thơm. Cho Vương Nữ Nguyễn lấy gì kê lên giùm em á. Vương Nữ Nguyễn một cây hồ đẹp cho mình nè. 175.000. Vương Nữ Nguyễn 175.000 cây hồ điệp thơm cho mình nè. Xuất sắc không? Coi nè mấy chị coi nè. Cây này rất là bền bông nha. Nè mấy chị coi nè. Bông của nó là màu cam đậm, giống như là cái màu cà rốt, màu áo của em mặc vậy đó mấy chị. Vương Nữ Nguyễn cho Thanh Thúy hai chậu ạ. Cho chị Thanh Thúy hai chậu hồ điệp thơm chị Thanh Thúy nha. 175.000. Đây, Thanh Thúy hai chậu hồ điệp thơm cho mình. 175, 175 một cây nha. 175 một cây ạ. À. Em đứng hai chậu. Em lên cho chị Bà Liễu em hết hàng rồi. Cho Sơn Thái một cây hồ điệp thơm cho Sơn Thái nha. Sơn Thái một cây cho mình ạ. À. Nè mấy chị coi bông của nó nè. Màu của nó màu cam đậm, màu giống như là màu cà chua vậy đó mấy chị. Hoa thơm, cánh nó rất là cứng luôn. Sơn Thái một cây cho chị My Hà một cây nè. My Hà một cây 175.000. Mấy chị chốt hàng lên cho em xin thông tin số điện thoại nha. Cây đẹp quá mấy chị ơi. Hàng cái nụ không mà nụ lớn này về nở hết cho mấy chị luôn nha. My Hà một cây 175.000 ạ. À. Em lên cho chị Phương Trinh một cây nè. Phương Trinh một cây 175. Anh Quý có rồi nha. Anh Quý có rồi. Phương Trinh một cây cho mình ạ. À. 175.000 một cây hồ điệp thơm nha mấy chị. Nè mấy chị coi nè. Cây rất là đẹp luôn. Màu của nó là tông của nó là tông cam. Hàng đẹp cho mấy chị nha. 175.000 một cây. Dạ cây không dán tên mặt bông là mình phải báo nhân viên á. Là ghi tên cây cho mình nhanh Nu Trần ơi. Ghi tên cây giúp em nha. Tại vì em không có biết được. Khi mà chốt đơn anh phải báo nhân viên là ghi tên cho mình. Ghi tên cho mình. Mình không nói là nhân viên họ sẽ không có ghi tên cây đâu nha. Còn cây nào không biết thì mình chụp qua nhân viên họ báo tên cho mình nha. Bông bực một cây cho mình nè. Hồ điệp thơm nha. 175.000 ạ. Màu của nó là màu cam nha mấy chị ơi. Tông cam rất là đẹp cho mấy chị. 175.000 một cây hồ điệp thơm. Cái màu này còn được ít cây á, đâu còn em còn là cái tông khác cho mấy chị à. 175.000. Cây của nó là cây hai ngồng nha. Nè đang lên vòi cho mấy chị nữa. Cánh nó rất là cứng luôn nha mấy chị. Mà mấy chị nhìn cái giùm em nha. Cánh bông nó rất là bóng. Em vô xa mấy chị coi nè. Cánh bông nó rất là bóng luôn á nha. 175.000 cây này. Chốt thì chốt 175 giùm em. Mấy chị cố gắng thích mới lên cho em xin thêm cái địa chỉ nha mấy chị. Thích mới lên thêm giùm em cái địa chỉ nha. 175.000. Chốt này chốt 175 giùm em nha. Cây của nó đa phần đó là cái cây hai ngồng như thế này nè mấy chị coi nè. Màu của nó là màu cốc nhớ giùm em nha. Mini chứ là cốc của nó là cốc 3.5 hết. Chứ không phải là cốc của nó là cốc 2.0. Cốc 3.5 hết nha mấy chị. Cây này 175.000. Anh chị đâu có chốt này chốt 175 giúp em nè. Gãy nè. 175.000 ạ. 175 giùm em nha. Nè, nó đang hai ngồng hoa thế này cho mấy chị này nụ nhiều. Cây này nụ nhiều nở ít cho mấy chị nha. 175. Chốt thì ok giúp em cây này 175 nè. 175.000 giùm em nha. Đó, còn được ít cây. Cái giống này là hoa thơm. Em có cái màu này nữa. Cái này á là tông đậm hơn một xí cho mấy chị nhưng nó là tông đỏ. Tông đỏ nha. Anh chị nào lấy cam thì lấy cam.
cây đỏ nè, cây đỏ này cũng 175 ngàn, hai tông màu nó khác nhau, đỏ thì nó xen vô đây được khoảng 3 cây 4-5 cây gì đó, tông đỏ nó xen vô được 3-4-5 cây gì đó mấy chị, đa phần là tông cam thế này. Anh chị nào có chốt cái này chốt 175 ngàn em nha, gốc 3.5. cây là cây cam nè, còn cái cây là cây đỏ nha mấy chị, hàng mới về sáng nay luôn, còn điệp mini hàng đài hết cho mấy chị nha. Nè các mấy chị coi cái cây của nó này, hàng mới nha, màu đỏ và màu cam. Màu cam thì em thấy thích hơn thì cái màu nó màu mới, còn màu đỏ này lúc trước hôm trước tới em có bán mấy chị một đợt rồi, tùy mấy chị thích thôi. Nhưng mà cái màu cam nó sẽ nhìn nó sắc sảo hơn một xíu, cái cánh bông nó bóng hơn. 175 ngàn một cây hết nha mấy chị, đồng giá với nhau hết. Lô này là về cây hai vòi hết nha, màu đỏ của cây ba vòi nha. Lấy đỏ thì lấy giúp em nha, đây lấy đỏ thì lấy giúp em cái cây này 175 ngàn, còn màu cam này là 175 ngàn giùm em nha. Màu cam, màu cam là màu cam sẫm như thế này giùm em, à cam sẫm 175 ngàn một cây. Một cây hồ điệp đỏ nữa cho bông bột gặp đơn, hồ điệp đỏ một bông bột gặp đơn 175 ngàn. Anh chị nào lấy cam thì lấy nha, lấy đỏ thì lấy. Mình mấy chị mà muốn kiểm tra nhanh đơn hàng á, mấy chị nhắn tin để bên em hối phát đơn hàng của mấy chị. Tại nhiều khi mấy đơn hàng của mấy chị rơi vào cuối tuần thì nó sẽ chậm 1-2 ngày mấy chị. Chứ mấy chị thấy hôm nay hôm trước là hôm sau bên em đã đóng gửi cho mấy chị hết rồi, đã đóng gửi hết cho mấy chị rồi. Chủ yếu là bên dịch vụ họ vận chuyển cho mấy chị. Nếu mà mình trúng rơi vào cái ngày cuối tuần á thì bên dịch vụ họ sẽ giam hàng một ngày nữa. Tại ngay trúng ngày nghỉ, ngay trúng ngày nghỉ nên là họ không có đi phát cho mấy chị. Anh chị nào muốn hối phát nhanh đơn hàng á thì mấy chị nhớ nhắc vào tin nhắn giùm em để bên em kiểm tra hối phát cho mấy chị. Tại thực sự nó có rất là nhiều đơn chứ không phải đơn hàng 1-2 đơn hàng. Nên là mấy chị muốn mà nhanh á thì phải nhắn bên em để bên em hối phát cho mấy chị nha. Chứ tại vì không nhắn là không biết được hối phát như thế nào đâu mấy chị ơi. Không biết hành trình nó đi nhanh chậm thế nào đâu. Bên em không có kiểm soát được hết tất cả các đơn hàng. Có thơm nha anh Sơn Thái ơi. Màu đỏ này là 175 nha. Cam này là cũng 175. Anh chị nào thích màu nào lấy màu đó nha mấy chị. Đồng giá với nhau là 175 ngàn hết. Không có nha. Hôm nay anh chị có được hai tông màu này về thôi. Màu những cái tông màu truyền thống thôi mấy chị. Chứ còn không có màu mới nữa. Không có màu mới nữa về. Màu này nè, mộc đỏ chị Vana gặp đơn nè. Vana một cây đỏ 175 ngàn. Hàng thơm nên nó nhích hơn 5 ngàn một cây. Còn nếu bình thường nó là này mấy chị coi màu đỏ đẹp không? 175 ngàn cây hồ điệp đỏ lên nha. Lấy đỏ lấy một em 175. Còn chị nào thích cam lấy. Cam này nó ít bông hơn nhưng mà sắc sảo. Mi Hà một cây đỏ gặp đơn 175 à. Mi Hà một cây đỏ gặp đơn 175 ngàn. Ok chị Vana cái lấy 175 ngàn nha. Đồng giá hết. Thích lấy đỏ lấy cam lấy. Màu đỏ này hôm trước tới đây có báo mấy chị rồi. Còn màu cam này chưa có. Màu cam này là cái màu mới của năm. Màu mới về mới có hiện tại hôm nay cho mấy chị thôi à. Màu cam thế này nè. Còn đỏ thì có lâu rồi. Cho anh Quý thì một cây đỏ nữa gặp đơn anh Quý. Anh cảm ơn. Đỏ cũng đẹp. Mà đỏ thì nó trước Tết nó có cái màu này rồi. Anh cho chốt cho Sơn Thái một cây đỏ cho Sơn Thái nè. Sơn Thái một cây đỏ cho Sơn Thái nha. Sơn Thái một cây đỏ cho mình. Cây đỏ nè, cực chì dùm cây đỏ. Màu cam này cũng 175 ngàn. Đỏ cũng 175. Anh chị nào thích màu nào lấy màu đó nha. Dạ anh Nu Trần ơi, anh phải nhắn tin trong tin nhắn Messenger giùm em nha anh Nu Trần ơi. Chứ anh nói ngoài đây là em không mua. Cho anh Sơn Thái thêm một cây cam đẹp cho Sơn Thái nữa nè. Anh Nu Trần, anh phải nhắn tin vào Messenger giùm em nha. Anh nói ngoài đây là thua đó. Em không có biết, em không có ấy được cái đơn hàng của mình đâu. Em không nhớ hết đâu mấy chị, tại em like. Chứ em không có ghi tên được cái đơn hàng của anh. Anh phải báo giúp sáng giúp em. Khi nhân viên họ chụp bill qua thì anh phải nhắn tin là kêu ghi tên giùm anh. Chứ mà bây giờ nhiều khi á nha, chụp bill cho anh hồi sáng, báo đơn hồi sáng rồi mà bây giờ anh kêu ghi tên á thì không ghi được đâu. Nhiều khi bây giờ cái thùng hàng của anh đã đóng hàng xong luôn rồi. Cây này cho Sơn Thái. Sơn Thái có một cây cam hả? Cây này 175 ngàn nha. Anh chị nào có chốt thì chốt 175. 175 ngàn. Thường có cái khung giờ để thay đổi cái đơn hàng cho mấy chị đó. Mấy chị không có đọc câu đó hả mấy chị? Mấy chị có thay đổi đơn hàng gì á, hoặc là có thắc mắc gì á
thì mấy chị báo liền trong cái thời gian đó giúp em. Tại sao cái thời gian đó là bên em đóng hàng, mấy chị không nói gì hết thì bên em đóng hàng cho mấy chị vô thùng hết rồi. Chứ mấy chị muốn ghi tên thì phải báo sớm giúp em, là kêu nhân viên gọi ghi tên. Chứ giờ là xong xuôi hết rồi, giờ không lẽ giờ tháo cái thùng ra, tháo báo ra, tháo gòn ra, giờ ghi tên cho mấy chị đóng thùng lại, nó cực dữ lắm. Còn chị không biết tên đó thì về chụp cái cây đó báo qua bên em, bên em nói báo là tên cây cho mấy chị nha. 175.000 cái cây này ạ. À, chị nào có chốt thì chốt 175 giúp em ạ. À, màu đỏ, màu cam đều là giống màu đẹp thơm hết cho mấy chị nha. Bằng giá với nhau hết, thích màu nào thích chốt. Màu đỏ còn được 3 cây ạ. À, còn ra vòm còn lại màu cam ạ. À, gốc hồ điệp đại em hết hàng, chưa có hàng chị Thảo ơi. Không có hàng ạ. À, thằng này lo không có gốc đâu. Thị trường bây giờ hàng gốc nó hiếm lắm, nó khan hàng lắm mấy chị. Còn hàng Hà Nội thì nó tràn lan thị trường á. Em có bán được. Bùi Ngọc Hạnh có số điện thoại luôn, chốt gì à? 175.000 một cây đỏ cho chị Bùi Ngọc Hạnh nè. Bùi Ngọc Hạnh một cây hồ điệp đỏ cho mình nè. 175.000 còn đỏ hết. Đồng giá với nhau hết nha, còn được mấy cây hồ điệp xong sẽ lên đèn nắng cho mấy chị. Cho Nguyễn Cần một đổi một cây cam lấy đỏ nè. Nguyễn Cần đổi một cây cam lấy đỏ nè. 175.000 một cây nha. 175 một cây giùm em. Rồi còn được hai cây đỏ nữa hết nha mấy chị. Đỏ cam đó, 175.000 đỏ cam, thích màu nào lấy màu đó, đều là giống hồ điệp thơm hết cho mấy chị. Cây đều là cây hai ngồng hết nha. 175.000 cốc này là cốc 3.5 hàng Đài Loan cho mấy chị nha. Có lấy này thì lấy giúp em, 175.000 một cây. Xíu sẽ lên cho mấy chị cái thằng xinh. Xinh này có một pha luôn cho mấy chị, cho mấy chị dễ. Xin sổ nha, đủ mật bông hết. Hôm qua em có bán cho mấy chị nó sổ tới 40 mật bông. Sổ tới 40 mật bông cho mấy chị chứ không ít hơn. Cây bông nó đẹp lắm. Có một số cây xinh, xinh thơm luôn. Có một số mật bông nó có dòng hoa thơm cho mấy chị. Anh chị nào có lấy hồ đẹp thì lấy giúp em nha. 175.000 đỏ có, cam có, tùy mấy chị thích. Thích lấy cái nào đó lấy. 175.000 hết nha. Anh Nguyễn Cần cái cây của mình em mới vừa mới xuống thì luôn á. Màu đỏ mới xuống thì kế bên. Cây màu đỏ thì nó sẽ cho nụ nhiều hơn. Tại tùy tình đặc tính mà tùy cái màu hoa. Cây này á. Tại Hà Nội, hàng Hà Nội bây giờ nó tràn lan, hàng gốc trên thị trường nó tràn lan. Em không có bán được mấy chị. Tại gốc Đài Loan không có gốc tung ra thị trường. Bây giờ gốc nó đắt lắm. À dạ, có hàng tự đỏ với chị Nguyễn Sưng ơi. Combo 3 cây 250 đó chị Sưng. Combo 3 cây đó là 250 á. Anh chị nào có lấy hồ đẹp nữa lấy nha. 175.000 một cây hồ đẹp. Có lấy giúp em, hồ đẹp cho mấy chị nha. Rồi em lên tiếp lên cho mấy chị ít cây nắng nè. Ít cây hàng nắng xinh cho mấy chị mới có lựa mật ong đây nè. Mấy cây xinh này á là hôm qua mới cho mấy chị coi, nó gần 40 mật ong nắng xinh. Nó sổ ra rất là nhiều mật hoa đẹp cho mấy chị. Có một loại, một số loại nắng xinh, một số màu á thì hoa thơm, một số màu thì không thơm, tùy đặc trưng của nó. Nó sổ ra rất là nhiều mật hoa cho mấy chị. Hàng đẹp nha, hàng này là hàng đẹp. Em lấy mật bông mẫu cho mấy chị coi nè. Doraemon chưa có hàng nha, anh Nguyễn Cần ơi. Doraemon chưa có hàng nè, nó nở ra một số mật bông rất là đẹp. Em cho mấy chị coi thêm mật bông của nắng xinh sổ nha. Em bán cho mấy chị combo 4 cây giá là 220.000, 55.000 một cây nắng xinh. 55.000 một cây nắng xinh nè. Hiện tại nắng xinh trên thị trường đang có giá là 90.000 một cây. Em bán cho mấy chị combo á là 4 cây là 55.000 một cây, là 4 cây là 220. Anh chị lấy lẻ một cây á là 70.000 giúp em gộp đơn nha. Nếu mà anh chị nào lấy xinh á, em cho mấy chị coi hiện tại đang có 40 mật bông nắng xinh hiện tại thị trường, em chụp cho mấy chị coi. Đây là những mật bông chưa zoom nè. Xíu em zoom mấy cái mật bông vô cái khung hình cho mấy chị coi. Xinh sổ, đủ mật hoa hết cho mấy chị. Dạ anh Quý có cây hồ đẹp đỏ và vàng rồi đó anh Quý ơi. Đây rồi em cho mấy chị coi cái thằng nắng xinh em zoom trong đây cho mấy chị nữa nè. Gần 40 mật bông nắng xinh, thằng này đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Này là mật bông nở ra chuẩn chụp tại vườn cho mấy chị á. Chụp tại vườn á nha chứ không phải ấy đâu. Nở ra mỗi một cây mỗi một hoa khác nhau. 4 cây có 220 mấy chị, tức là có 55.000 một cây à. Nó mắc hơn đây rô màu 5.000. Có thêm 5.000 một cây nắng xinh nha mấy chị à. 4 cây giá 220.000, 55.000 một cây nha.
mấy chị đi một combo 4 cây giúp em. Anh chị nào lẻ 1-2-3 cây gộp đơn á là 70 ngàn một cây. Em còn được ít cây nắng sinh nữa, em lên nốt luôn cho mấy chị luôn nha. Nó một bông nắng sinh nè. Trời ơi thằng sinh này nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Mỗi một mấy chị thấy không, mỗi một cái hoa của nó một cái đặc trưng riêng. Cái thì sắn, cái thì không sắn, cái lưỡi to, cái lưỡi nhỏ cho mấy chị mà rất là đẹp. Mấy chị coi của nó nè. Gần 40 mặt bông của nắng sinh hiện tại em dâm gặp được có hiện tại bây giờ thời điểm bây giờ có mấy chị. Có mấy cây này đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Combo 4 cây nắng sinh là 220 ngàn, 55 ngàn một cây nắng sinh. Đây là hàng nắng mà cái giá thể của nó là trồng bằng than hoàn toàn hết nha. Giá thể trồng bằng than chứ không phải trồng bằng sơ dừa. Cây của nó rất là khỏe luôn. Em lấy cho mấy chị thử combo 4 cây này. Em không lựa được sinh vàng 4 cây anh Nam Hoài ơi. Em bốc là bốc lộn xộn cho mấy chị. Cây sinh nó như thế này nè, cây sinh nó như thế này, giá thể trồng bằng than. Cây này chuẩn bị làm bông rồi. Mấy chị lựa khác màu thì em vẫn lựa khác màu được cho mấy chị nha. Combo 4 cây có những cây nó đang chuẩn bị làm bông như thế này cho mấy chị rồi. Sinh này là sinh sổ. Tại vì nó, em phải kêu nó sinh sổ tại vì nó rất là nhiều mặt bông. 4 cây như thế này giá là 220. Có 55 ngàn một cây nắng sinh thôi à. Thật sự mấy chị coi cái cây của nó này nó rất là khỏe. Thằng nắng này nè, cái giá thể bằng than rất là tốt luôn. Cây nó có những cây nó đang chuẩn bị nhú cừu, có những cây nó đang làm vòi cho mấy chị. 4 cây có 220 rất là rẻ nha. Không vậy hiện tại trên thị trường mấy chị mua cây sinh mấy chị biết liền. 90 ngàn một cây, không dưới 90 ngàn một cây. 4 cây nè, một số cây nó ra nè. Một số cây nó nở ra mặt hoa cho mấy chị nè, sổ ra nè. Đây. Nắng sinh nè, cái lưỡi hồng lưỡi nó vàng rất là đẹp nha. Em có số lấy một số cây cho mấy chị coi á. 4 cây có 220 à. Combo 4 cây, anh chị nào lấy lẻ gộp đơn á thì nó là 55 ngàn. Một số cây nè, nó bung mặt bông lên cho mấy chị nè. Số cây nó bung mặt bông lên nè. Vàng cũng có luôn mấy chị ơi. Vàng nó cũng có luôn nè mấy chị coi nè. Chung là nó gần 40 mặt bông là không ít hơn đâu. Cho chị Bảo Ngân một combo cho chị Bảo Ngân nè. 4 cây có 220 à, 55 ngàn một cây quá rẻ rồi. Rẻ cực kỳ luôn mấy chị. Nè, 4 cây 220. Chốt combo 4 cây giúp em nha. Cây nắng sinh nè, cây rất là khỏe luôn. 4 cây 220 ngàn, 55 ngàn một cây nắng sinh nè. Em lấy khắc màu cho mấy chị nha. Lấy khắc màu cho mấy chị, 55 ngàn một cây nắng sinh thôi. Nắng sinh đắt lắm mấy chị. Trong tất cả các chùm nano nắng thì nắng sinh nó đắt. Bây giờ đắt mà bông nó đâu tàn nữa. Đây nè, 4 cây là giá 220 ngàn. Chốt combo nắng sinh, chốt em 4 cây 220 giùm em nha. Đồng tiền tím gãi nhân vò hôm qua em có thấy đó, chưa có giải quyết đơn hàng của chị. Chị Phúc, chị nhà chị Phúc nhắn tin là giùm em nha. Để em báo nhân viên trừ tiền chị Phúc nha. Bốn cây này 220. Anh chị nào có chốt combo 4 cây nắng sinh chốt 220 giùm em. Cái giá thể nó trồng bằng than đó chị. Khỏe lắm, có cây trồng bằng than bằng dừa. Nhưng ba đa phần em thấy combo nó trồng bằng than hết rồi mấy chị. Này về anh chị thích ghép chậu ghép nha. Trồng mấy chị cái dòng nắng sinh này nó là dòng cây nắng trực tiếp á, nên là mấy chị về á, mấy chị trồng di chuyển ra nơi có nắng xíu nha. Có cái mặt bông này là thơm nắng sinh, nắng sinh thơm nè mấy chị. Mặt bông thơm nè. Combo 4 cây này 220 ngàn. Chốt nắng sinh chốt em 4 cây 220 giùm em nha. Nắng sinh có một số mặt bông thơm, có một số mặt bông không thơm. Tại vì nó nở sổ ra nhiều mặt hoa cho mình đó mấy chị. 4 cây này 220. Chị nào chốt 4 cây nè, chốt cho chị Thanh Tiền Đòn nè. Thanh Tiền Đòn 4 cây 220, 55 ngàn một cây nắng sinh thôi. Nè cái cây này chuẩn bị có vòi nữa nè mấy chị coi nè. Hàng này cây khỏe cực kỳ. Mỗi cây mỗi màu mấy chị về nhìn cái lá. Cái bảng lá nó khác là mấy chị biết là nó khác màu liền à. Combo 4 cây nắng sinh này 220. Cây lầm gheo. Cây cực kỳ khỏe luôn. Này là dòng đen đâu nắng hết hoàn toàn cho mấy chị nha. Nắng sinh đó, mấy chị đi một combo nó sẽ rẻ hơn là mấy chị mua lẻ 1-2-3 cây. Bây giờ em bán lẻ cho mấy chị là 55 ngàn một cây. Thị trường nó đang bán 90 ngàn. Có những chỗ nó bán 120 ngàn một cây nắng sinh cho mấy chị luôn. Này mà chịu khó về mấy chị ra chậu lớn, anh chị nào mà mua đi bán lại á, ra chậu lớn bán cái cây nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều. 4 cây này là 220 nha. Chốt combo 4 cây nắng sinh chốt 220 giùm em. Nó có gần 40 mặt hoa đó mấy chị. Để em lấy thêm một số mặt hoa nắng sinh cho mấy chị coi thử nha. Cảm ơn chị Thơ. 4 cây này 220 ngàn. Em lấy một số mặt hoa của nắng sinh ở đây nè. Mua tại lại shop mua nó cũng giá vậy chứ nó cũng đâu có thay đổi về giá đâu anh Vân Thọ. Nè, một số mặt hoa của nắng sinh nè mấy chị em bóc nè. Gần 40 mặt bông chứ không ít gì hơn đâu nha. Nó là thuộc nắng sinh mà tai thỏ, một số dòng nó sắn bông, một số dòng nó không sắn bông.
Cánh của nó to lắm, thằng nó xinh này ưa nắng cực kỳ, chịu nắng cực kỳ tốt, nó xinh sổ ra màu rất là đẹp với chị. Em lấy một số cây có mọc ra cho mấy chị coi. Mỗi cây màu luôn á. Mỗi cây nó màu luôn á mấy chị. Để mấy chị coi nè. Mỗi cây nó màu khác nhau luôn á. Khác nhau hết à, mặt bông của nó khác nhau hết nha mấy chị ơi. Thằng này xinh thơm nữa nè mấy chị, một xinh thơm nữa nè. Em nhiều dòng lắm năm hoài ơi, tự mới lên hàng được cho mấy chị. Đây. Đây một số mặt bông nắng xinh hiện tại em có cho mấy chị nha. Có mặt bông nở ra luôn cho mấy chị, mới chụp thực tế mới zoom vô cái rúp hình cho mấy chị coi, mấy chị mặt bông chuẩn cho mấy chị nha. Combo 4 cây 220, 55.000 một cây ạ. À. Một cây gộp đơn là 70.000 nha. Cho Vương nữ Nguyễn một cây nắng xinh gộp đơn ạ. À. Gộp đơn một cây là 70.000 nha chị. Combo 4 cây giá là 220. Anh chị nào chốt combo 4 cây nắng xinh này chốt 220 giùm em nè. Cây nắng xinh hàng đẹp nha. Có 55.000 một cây rẻ lắm rồi. Cái giá nó cực rẻ cho mấy chị rồi còn gì nữa. Nè cho mấy chị coi thêm mặt hoa nữa, nó xinh nữa nè. Mỗi cây mỗi tông màu mỗi khác nhau hết á. Đây nó sổ ra bông của mấy chị nè. 4 cây 220 nha. Chốt combo 4 cây nắng xinh thì 220 giùm em. Giá thể nó trồng bằng thang. Có em thấy có được 2-3 cây gì trồng sữa dừa à. Đa phần thì trồng thang hết cho mấy chị, rất là khỏe luôn. Bộ rễ nó rất là xanh. Hàng này mấy chị nè. Dạ hàng này em đang bán cho mấy chị là cây hàng lá nha. Cây hàng lá. Có cây nó thắt ngọn, có cây nó nhú vòi, nhưng mà bóc đa phần bán hàng lá cho mấy chị hết. Chú bán có 55.000 cây, mấy chị đòi hàng vòi nó đâu ra. Người ta bán cho mấy chị cây hàng lá là 90.000 rồi. Còn kiếm hàng vòi mà kiếm giá 55.000, mấy chị đốt đuốc với chị kiếm luôn á. Cho chị Xanh Huỳnh 4 cây nè. 4 xay cây nối xanh cho chị Xanh Huỳnh nè. Cho Hùng Lương 4 cây ạ. Hùng Lương 4 cây combo, 4 cây nối xanh cho Hùng Lương nha. Hùng Lương 4 cây nối xanh cho mình. Nè có mật bông, cây này có mật bông chanh luôn nè. Hùng Lương 4 cây nắng xinh nha, 220 cho mình nè. Quá rẻ rồi. Người ta bán một cây hàng lá không là 90.000 một cây mấy chị. Mấy chị hỏi giá thị trường mấy chị biết liền. 4 cây nắng xinh giá 220 nha. Mấy chị chốt hàng cho em xin thông tin với nha mấy chị ơi. Cố gắng là cho em xin cái địa chỉ để em đi hàng sớm cho mấy chị. 4 cây 220. Em lên một combo nắng xinh cho mấy chị nè. Cây quá trời lầm luôn rồi mấy chị. 4 cây 220. Tùy theo cái cây nha, tùy theo cái màu của nó mà cái lá, bản lá nó khác nhau nha mấy chị. Có cây nó có vòi luôn nè mấy chị thấy không. Nè, em không có bán 4 cây có mật hoa chị Cúc Nguyễn ơi. Cây có mật hoa em giữ lại, em làm mật bông mẫu với chị. Cái gì coi nè, một số mật bông của nắng xinh nè. Cho chị Nguyễn Thị Mai nè, 4 cây nắng xinh cho mình nè. Combo nắng xinh 4 cây 220 nha. Có 55.000 một cây à. Em lên cho chị Tiết Nhung 4 cây khác màu lựa, kéo gắn khác màu chị nè. 4 cây 220, có cây nó có vòi luôn. Em có lựa cây có một bông nở được. Để cho một bông nở để cho mấy chị coi mặt hoa của nó. Tiết Nhung 4 cây 220.000, 55.000 một cây là combo 4 cây có 220. Em thật sự mấy chị mua xanh này về mấy chị có lỗ đâu. Giá có 55.000 cây nó rẻ quá trời rẻ so với cái giá thị trường hiện tại bây giờ rồi. 4 cây nắng xinh 220.000. Chúc cho Nguyễn Nguyễn 4 cây à. Cho thông tin giúp em nghe Nguyễn Nguyễn ơi. Nè 4 cây 220. Nè em mỗi thân nhiều khi cầm mật bông lên mỗi cây có khắc màu hoa cho mấy chị đó. Còn 40 mật bông nắng xinh là mấy chị biết rồi đó. Có mật bông mới dám nói mấy chị, chứ không có mật bông sao dám nói mấy chị được. 4 cây 220.000. Lại xinh này là xinh sổ. Nó ra nhiều mật hoa lắm. Nên làm bông nó đẹp. Ok Tiết Nhung đến lấy. Nhớ giúp em chị nhận giữ hàng 1 đến 2 ngày nha chị. Ghé lấy sớm giúp em đi chị Nhung ơi. Combo 4 cây này giá 220.000. Anh chị nào chốt combo 4 cây nắng xinh này chốt giúp em 220 nha. 220. Hàng hiện tại cây đang đẹp, chuẩn bị làm vòi bông. Có những cây cao này nó đang thất ngọn và chuẩn bị làm bông mấy chị. Có 55.000 một cây à. Chốt cái này chốt giùm em nha. 4 cây 220. Chị Nghĩa Nguyễn thích lấy cây cao, đổi lại combo cho Nghĩa Nguyễn nè. Cây cao thì nó sẽ có cái màu của cây cao, cây lồng nó sẽ có cái màu của cây lồng nha. Cho Lập Trường Nguyễn 4 cây nắng xinh cho mình. Tại mỗi cây nó một cái khắc màu, một cái bản màu khác nhau. Lập Trường Nguyễn 4 cây nè. Bởi vì mấy chị về mấy chị nhìn sẽ thấy cái bản lá nó khác nhau hết trơn rồi mấy chị. Lập Trường Nguyễn 4 cây nắng xinh cho mình 220 à. Đây cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Chị Tiết Nhung đến lấy cho em có số điện thoại chị Tiết Nhung. Chị Tiết Nhung. Mấy chị nhìn cái thân á, nhìn cái lá khác nhau là mấy chị biết cái mặt hoa nó khác nhau liền à. Hàng xinh này em về được có em vét hết mấy chị. Thì giá thị trường nó cao lắm, em về em đóng hết cái hàng này có mấy chị có 55.000 cây à. Rẻ nhất thị trường.
bốn cây này 220, chốt bốn cây nắng sinh này 220 giùm em, quá trời đẹp luôn rồi. Em zoom lớn lên cho mấy chị coi nè, để zoom lớn cái mặt bông nắng sinh lên cho mấy chị coi. Bên em bán hàng không có đi ship nha mấy chị ơi, anh chị nào muốn đi ship lấy lại cửa hàng lấy giúp em nha, hỏi tốn mình ship. Bán hàng mấy năm nay không có đi ship. Đây là mặt hoa của cái thằng nắng sinh, em zoom lớn từng cây lên cho mấy chị coi nha, từng bông lên cho mấy chị coi nè. Mỗi một cái mặt hoa nó có một khác nhau, cái cánh một cái mấy chị thấy không, đây là cái mặt bông nâu nâu giống nhau nhưng mà lưỡi nó khác nhau, mà chị thấy không, lưỡi nó khác nhau nè. Đây cái bông lên tri tím cho mấy chị, trên cho mấy chị nè, em zoom lên cho mấy chị coi để mặt hoa của cái thằng nắng sinh nó khác nhau như thế nào, nhiều mặt bông lắm mấy chị ơi. Combo 5 4 cây có 220 ngàn, nhớ giùm em lấy lẻ 1-2-3 cây gập đơn là 70 ngàn một cây nha. Mấy chị đi một combo đi cho nó lợi nè, mấy chị ơi nè, một bông của nắng sinh quá trời đẹp luôn, mỗi cây mỗi màu á mấy chị, nó khác nhau về cái màu mà nên nó sáng lên rất đẹp, mà thằng sinh nó trâu lâu tàn, mà dòng nắng này nó lâu tàn cực kỳ cho mấy chị luôn á. Nên cho mấy chị coi nè, đây là những cái mặt hoa chụp thực tế em zoom lại cho mấy chị á, những cái mặt hoa hở, có những mặt hoa hở có nhiều làm chụp được nhiều đó cho mấy chị á, mấy chị coi nè. Nhiều khi vô mà không thấy, phải chụp kỹ như thế này nè cho mấy chị thấy rõ được cái đường nét của thằng mặt bông của nó đẹp. 4 cây giá 220 nha. Anh chị nào chốt combo 4 cây nắng sinh này 220 giúp em. Nè, có những cây nó đang có bồ hoa luôn chứ không phải ấy đâu mấy chị. 4 cây này 220 ngàn, chốt combo nắng sinh này, chốt em 4 cây 220 nha. Nè, có những cây nó đang nhú vòi luôn á. Cây này chuẩn bị làm bông hết rồi. Cây này chuẩn bị làm bông hết rồi chứ không phải là chưa đâu nha mấy chị. Lô này còn rất là rẻ cho mấy chị rồi. Combo 4 cây này là 220, mấy chị đi một combo em nè. Chốt chị Cúc Nguyễn 4 cây nè. Em tin giúp em chị Cúc Nguyễn ơi. 4 cây này 220 cho Nam Hoài, 4 cây nắng sinh này em lựa khác màu cho Nam Hoài nha. Nam Hoài 4 cây. Đây có cây này có vòi luôn nè Nam Hoài. 4 cây nắng sinh cho mình nè. Em lên cho Hương Mai 4 cây nắng sinh cho mình nè. Mỗi cây nó mỗi khác nhau nên là về mấy chị nhìn nè, mấy chị thấy không? Cái lá dài, lúc cái lá bầu mà bông nó khác nhau hết trơn à. Em lên chị Hương Mai 4 cây nắng sinh chị Hương Mai nha. 4 cây 230 Hương Nhị 4 cây nè. Hương Nhị 4 cây à. Ship về Hóc Môn là khoảng 45 ngàn thì ship, 40-45 ngàn thì ship con ký. Hóc Môn ở đâu em biết, trời ơi nè mấy chị coi cái cây nắng sinh nè. Nó nhảy vòi thế này nè mấy chị. Lâu này em nói rồi mấy chị ơi, lâu này nó đang làm bông á. Lâu này nó đang làm bông mấy chị. Chốt cho em một combo nha. Chốt cho em một combo 4 cây 200 ngàn. Lâu này nó đang làm bông hết rồi. Mấy chị được xe màn trước khi nhận nha. Nó tùy theo cái màu hoa của nó mà cái thân nó to nhỏ khác nhau luôn, cái lá nó dài ngắn khác nhau cho mấy chị nha. Bởi vì em nói mấy chị là xinh là đủ mặt hoa là như vậy á. Mặt hoa đẹp lắm mà bông nó rất là lâu tàn. Chơi xinh nắng xinh sướng lắm mấy chị biết không? Cái nắng xinh nó biến thiên về cánh bông của nó nên là đẹp lắm nè mấy chị coi nè. Nở bông cho mấy chị coi nè. Bông này là chỉ là bông bối thôi mấy chị. Thằng nắng xinh bông nó dài lắm. Nó sắn theo nhiều ít là tùy theo cái cây của nó, cái màu sắc của nó nha. 4 cây này là 220. 4 cây này là 220. Em không có lựa cây vàng cho mình nha Năm Hoài, em nói rồi. Hiện tại em đang bán là bán hàng lá cho anh. Em không có bán hàng bông nên em cũng lựa màu vàng. Ok, Lập Trường Huỳnh có thông tin nè. Lập Trường Nguyễn có chốt đúng không Hương? Cho anh Năm Hoài combo 4 cây này cho Năm Hoài nè. Năm Hoài 4 cây. 4 cây 220 nha. Mấy chị chốt một combo nó rẻ lắm mấy chị. Có 55 ngàn cây à. Năm Hoài là của anh là tổng cộng là 2 combo đó nha Năm Hoài ơi. Của anh là 2 combo đúng không? Hay là 1 combo? Trả lời giúp em nha. 4 cây này giá 220 ngàn. Anh chị nào chốt combo 4 cây này chốt giúp em là 220 giùm em nè. 55 ngàn. 55 ngàn một cây combo 4 cây 220 nắng sinh. Quá trời mặt bông luôn mấy chị. Hàng sinh này chị nào mà chịu khó về ghép lại với nhau cũng đẹp. Không thì cứ trồng riêng chậu của nó nè. Mấy cái thằng sinh nó nở ra, nó sổ ra một bông hết. Mấy chị coi cây nè. Năm Hoài lấy combo sau, xả combo trước. Nên nè, một số mặt bông của nó sinh nè. Anh chị nào kêu em bán một hoa cũng được, nhưng mà em không có bán một bông, giữ lại làm mẫu. Mấy chị coi nè. 4 cây giá 220, mỗi cây mỗi một hoa mấy chị không? Khác nhau hết trơn à. 4 cây này là 220 ngàn, chốt combo nắng sinh 4 em 4 cây 220.
55.000. 55.000 một cây nắng xinh thôi à. Mấy chị đi lấy một combo nó rẻ hơn là lấy một cây, hai cây, ba cây. Hay cái chốt một combo như thế này đủ một hoa về cho mấy chị chơi. Nắng xinh nha. Về mấy chị nhìn, mấy chị nhìn nè, có cái lá dài, có cái lá bầu, có lá nhọn. Bốn cây này là 220. Chốt combo 4 cây này chốt 220 giúp em nha. 55.000. Nè, mỗi cây mỗi bản lá nó chuẩn đang làm bông luôn mấy chị. Mấy cây này nó chuẩn bị làm bông rồi, đủ sức làm bông hết trơn hết trời. Đủ sức hết trơn. Hàng đủ sức làm bông hết. Có những cây nó đang phát bông bối cho mấy chị nữa nè. 4 cây này là 220 nha. Anh chị nào có chốt combo 4 cây nắng xinh thì chốt em 4 cây 220 giùm em. Nắng xinh. Cây này em cho cho con. Cái cây này đang chuẩn bị nước bồ hoa nè. Đang nước bồ hoa ngay chỗ này nè, đang có ăn nước bồ hoa nè mấy chị không? 4 cây 220.000 combo nắng xinh này giùm em nha. Xin sổ đủ mặt bông hết. Cái này mà ra chậu lớn thì có giá cao xíu cho mấy chị. Ai chậu lớn cao lắm á. Ai chậu lớn bán giá từ 200.000 trở lên á. Chốt thêm 4 cây cho chị Cúc Quyển thôi. Nè, có những cây nó đang nhú vòi. Mấy chị mua này rẻ quá trời rẻ, còn gì nữa mấy chị. 4 cây này là 220 nha. Combo nắng xinh combo 4 cây 220. Em lựa cho mấy chị những cái mặt lá khác nhau để về cái những cái mặt bông cho nó sổ, những cái mặt hoa khác nhau cho mấy chị cho nó đẹp. 4 cây nắng xinh này là 220. Chốt 4 cây này chốt 220 giúp em nha. 220 4 cây nắng xinh. Cái thể nó khỏe cũng khiếp luôn mấy chị. Bộ rễ nó trắng phiếu luôn. Lâu này chuẩn bị làm hoa hết rồi. Không phải là cái cây mà cây tơ nữa cho mấy chị đâu nha. 4 cây này là 220.000. Ship là con ký tính tiền nha chị Nhung ơi. Thì theo có đơn hàng của chị mua nhiều ít. Cuối ngày bên em báo tiền ship cho chị nha. 4 cây này là 220 à. Anh chị nào có lấy 4 cây nắng xinh thì ok giúp em. Xong sẽ lên cái thằng em lên cho mấy chị mấy cái thằng xinh. Xinh này là cái thằng này là cái thằng thỏ. Xinh tay thỏ quýt blue cho mấy chị. Cây nó rất là đẹp luôn. Nó đợt em lấy cho mấy chị coi cây. Cho Hải Long Nguyễn combo nắng xinh này cho mình nè. 4 cây 220 cho em thông tin luôn nha. Em còn được ít cây nè. Cây chị Yến Lăng nè. Yến Lăng combo nắng xinh cho mình nha. Yến Lăng BN nè. Combo 4 cây nắng xinh đủ màu chị nha. 4 cây 220. Cho chị cái cây này đi. Cái cây này có bông bói nè. 4 cây 220 nha. 4 cây cho mình nè. Còn được ít cho mấy chị coi nè. Em còn được ít cây à, cái lô này hôm qua em bán hết rồi. Còn sót lại ít cây nên em lên luôn cho mấy chị á. 4 cây giá 220.000. Thằng này là thằng mới nè, mới cuối thùng nè mấy chị. Thằng mới cuối thùng cho mấy chị nha. Đồ cái cây của nó nè mấy chị. Cái thằng của nó mập, giả mang mập luôn. 4 cây nắng xinh này là 220 à. Anh chị nào chốt combo 4 cây nắng xinh thì chốt với em 220 nha. Cảm ơn anh Hải Long Nguyễn có địa chỉ cho em, cảm ơn anh nha. Xong em lên cái thằng nắng xinh này cho mấy chị nha. Cái này là xinh quýt blue cho mấy chị dòng tay thỏ. Hoa rất là đẹp luôn. Để em cho mấy chị coi mặt bông của thằng Xuyên Quyết Blue. Cái thằng này là hàng chủ lớn. Thằng này là hàng nắng xinh. Trên thị trường khó có mặt hoa này cho mấy chị. Chậu này đẹp lắm. Chậu này size phi 20. Hàng đẹp nha. Em cho mấy chị coi mặt bông của thằng Xuyên Quyết Blue cho mấy chị nè. Đây cái chậu nó như thế này nè. Đẹp giả mang nha mấy chị ơi. Đây, hàng này cây cực kỳ đẹp cho mấy chị nha. Chậu này á, giá của nó là 270.000. 270.000 một chậu Xuyên Quyết Blue như thế này. Cây là cây lùm cho mấy chị và rất là khỏe. Chậu nắng xinh như thế này nè. Cho mấy chị coi mặt bông của nó. Nó là dòng nắng nó rất là thơm. Thơm giả mang thơm nha mấy chị.
Em cho mấy chị coi một bông của nó nha. Này á là thằng Secret Blue cho mấy chị. Combo cái cây này giá của nó là 270.000. Cây luôn chậu như thế này cho mấy chị luôn. Mặt bông này mấy chị chưa thấy rõ, đem lấy cho mấy chị coi mặt bông rõ hơn. Của khách chăm nè, là cái chậu của khách chăm cái thằng Quýt Blue nè, làm bông khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Nó vào bông nó mọc liên tục thành nít lá thế này. Bông của nó thuộc dòng tay thỏ nên nó rủ cánh, nó bung ra rất là đẹp cho mấy chị luôn. Lá của nó là lá xếp tầng, mấy chị coi nha. Đằng này hơi bị đẹp luôn á, thơm dữ lắm, thơm nha mấy chị. Đây em cho mấy chị coi mặt bông của thằng Quýt Blue nha. Chậu này là 270.000, em có được vài chậu đẹp cho mấy chị nha. 270. Đây, mấy cái vườn khác lên giá rất là cao. Những cái nhà vườn khác hiện tại đang bán mấy cái này cho mấy chị không dưới 400.000 cây Quýt Blue. Quýt Blue này nhà vườn em tự nhập thái, tự trồng cho mấy chị. Cây này chuẩn bị làm bông nước hết rồi nha. Có chốt này chốt giúp em là 270 giùm em nè. 270 giùm em nha. Chốt này chốt em 270.000. Phụ nữ Peru là nó phải héo thân. Không héo thân thì không phải là phụ nữ Peru nha chị. Cả chị trồng tại vườn tốt cỡ nào tốt đi chăng nữa, không héo thân thì không phải phụ nữ Peru. Của đứa Peru đặc tính của nó là như vậy. Cái lá nó héo, cái thân nó héo mà nó làm bông cho mấy chị á. Khi cho bông là nó mất sức cây, nó lúc nào cái lá thân nó cũng héo chứ. Để cả những cái bản của nữ Peru của tụi em mà để ở đây nè. Dù chăm tưới cái nào tưới tại vườn chăng nữa nó vẫn phải héo. Không héo là không phải là phụ nữ Peru đâu chị Thư Hòa. Cây bữa em cầm lên dơ cho mấy chị coi là cây phụ nữ Peru đó là cũng đã héo thân rồi. Tại đặc tính của thằng phụ nữ Peru nó vậy á. Bạn ghép gỗ đi chăng nữa hoặc là trồng trầu chăng nữa thì cái lá nó vẫn héo thân bình thường cho mấy chị. Không héo thân thì không phải phụ nữ Peru. Cho mình đi tặng vườn mấy chị coi, người nhà vườn hoặc cho phụ nữ Peru. Nó tốt cỡ nào, nó đẹp cỡ nào, cái lá nó vẫn héo bình thường. Không héo là không phải nó đặc tính của phụ nữ Peru đâu. Tại từ dòng mấy chị không phải nói cái nào héo cũng là phải cái cây nó bị xấu đâu. Tại đặc tính của nó là như vậy á. Cây này làm 270 nha. Ai chị nào có lấy cái Quýt Blue này giúp em là 270. Em có được mấy cây? 2 cây. Đây nè, cây này cũng rất là đẹp cho mấy chị nha. Thằng Quýt Blue nè, cây thân cao đều cho mấy chị và đang có mầm đang lên. Cây này chậu rất là khỏe luôn, cây này đang đi vào bông nè. Đây Quýt Blue chốt cái này cho 270 cho chị Nguyễn Thị Mỹ Loan nha. 270 à. Đây cái chậu Quýt Blue này 270.000 nha. Quýt Blue cái giống này một chậu cân ký tùy theo cái đơn hàng mấy chị ơi. Đăng ký báo phí ship cho mấy chị, giống như cái cây này phí ship khoảng 40.000, tại nó rất là nặng. Cây này cây lớn nha mấy chị. Chốt này cho chị Cúc Quyển 270.000. Cây cao lắm. Thằng này là chị có thiệt sự mấy chị, bây giờ mấy chị đi nhà vườn, bây giờ nhà vườn hiện tại đang bán 500.000 tại Quýt Blue trên trường rất là hiếm. Nó bán cho mấy chị cây nhỏ không mà không có bán cây lớn. Cây này là do cái lô hôm trước Tết em nhập cho mấy chị về. Cái cây không chậu á đã là bán cho mấy chị là 250.000 rồi. Cái này về ra chậu trồng thuần cho mấy chị, thêm chậu luôn vẫn cũng không có lên giá cho mấy chị luôn. Trồng cây cao lớn luôn mà vẫn giữ cho mấy chị cái giá này nè. Cái lần này về không cần thay cái thể gì hết cho mấy chị. Không cần thay cái thể gì hết á. Rễ bám rất là chắc. Chậu này chậu Sabi 20 chuẩn mà. Cây rất là đẹp luôn nè. 270.000. Mấy chị coi nè, thân rất là cao. Lúc mà mới nhập thái về tại đây giá đó là 250 đó mấy chị. Về nhà về vườn trồng thêm chậu cho mấy chị, có thêm cái chậu thôi, tính thêm cái chậu cầm 20.000 mấy chị. Có 270, đâu có tính thêm công chăm sóc gì nữa đâu mấy chị ơi. Mấy chị nè, cây này rất là đẹp luôn. Có chốt mấy chị thử, mấy chị gọi hỏi xin Quýt Blue trên thị trường mấy chị biết. Cây này đang chuẩn bị làm bông cho mấy chị nha. Đang nứt vòi, đang nhú mất u như thế này cho mấy chị nha. Bông của nó là bông tím, cánh trắng hồng tím và xoắn giống như là dòng tay thỏ cho mấy chị đó. Rất là thơm nha. Cây này là 270.000. Chốt cái cây thân cao đẹp, cái này là 270. Cây cao không phải là cây nhỏ nha mấy chị. Cây là cây thân cao nha. Chốt này chốt giúp em là 270.000.
giùm em, mùa mưa nó có thối không thì cho mình. Mùa mưa thì thay vì mùa mưa mấy chị hiện tại bây giờ ngày nào mấy chị cũng tưới, thì mùa mưa thì mấy chị hạn chế tưới nước giúp em, ngày tưới mấy chị tưới ngày cách ngày ngưng giùm em. Ai biểu mấy chị tưới nước chiều mấy chị cho nó mưa trực tiếp dầm chi là nó không thối cũng ổn. Mấy chị thường á nắng này thì á ngày ngày thì mấy chị tưới hai lần, còn mùa mưa thì mấy chị tưới cách ngày giúp em. Chứ ngày nào mưa mà mấy chị ngày nào cũng tưới, mấy chị cho nó ăn mưa trực tiếp thì lấy gì nó không thối thân mấy chị. Cho trung hầu lê cái cây này 200 ngàn, hai chậu mà 400 ngàn, khỏi trả giá luôn anh Tân Sơn ơi, khỏi bán luôn, khỏi bán luôn á. Chứ ở đó mà bán giá hai cây mà 400 ngàn cho mình, không có giá 200 ngàn một cây đâu. Ai đi qua tận Thái anh mua ra được 200 ngàn cây không biết liền. Em lên cho cái tiếp cái cây Sinh Quyết Blue này cho mấy chị. Không ai trồng cây này cho mấy chị bán cho mấy chị 200 ngàn á. Mấy chị qua tận Thái Lan mấy chị mua thử ơi. Nhập thùng về, nhập thùng nguyên kiện về mấy trăm cây cho mấy chị. Mà nó còn không có giá 200 ngàn cho mấy chị nữa. Mấy chị mua tại vườn mấy chị 2 cây 200 ngàn. Mấy chị làm như cây lan dễ trồng lắm mấy chị. Giống nó, hạt cái giống đại trà thì cái giá nó rẻ không nói. Còn cái giống nó dòng nắng sinh nó đắt tiền vì cái giá của nó rất là cao mấy chị. Cái cây này chuẩn bị đang nhú vò 2 cho mấy chị nha. 270 ngàn cái cây này. Nó đang nhú vòi nè, chuẩn bị nhú vòi cho mấy chị nè. Thân này bên đây đang nhảy mắt u cho mấy chị nha. Nè, 270 ngàn cái cây Sinh Quyết Blue thân cao hết cho mấy chị nha. Để trồng được những cây thân cao mà đẹp như thế này rất là khó. Chậu là chậu hiện tại chậu Saifi 20. Em cho mấy chị coi cái chậu hoa mặt hoa mẫu cho mấy chị nè. Ngàn chỉ mua được cái cây giống của nó. Mấy chị đi nhà vườn nhập hiện tại nhập sĩ tại nhà vườn hiện tại giá 400 ngàn một chậu á mấy chị. Mấy chị muốn không chỉ cho mấy chị nhà vườn về mấy chị nhập sĩ. Về nó nhập Thái về thị trường Việt Nam mình nó trồng ra nó bán 400 ngàn một chậu cho đối với khi khách sĩ á. Còn khách lẻ là bán ra 500 ngàn một chậu á chứ ít đâu. Bán mà bán mấy chị còn trả giá cho lên trên dưới xuống nữa. Cho chị Nhung Tiết một cây nè. Nhung Tiết này lên xuống coi, Nhung Tiết này coi có cơ sách cơm báo không vậy? Có địa chỉ không? Không tiếc nè, hôm qua thấy có địa chỉ cọc gì đó, có chỗ cọc, có cọc không? Hôm trước Tết về tại đây giá của nó đã là 250 ngàn. 250 ngàn một cây á mấy chị. 250 ngàn một cây á. Cái này tụi em về vừa em dưỡng cho mấy chị đã đời ra chậu trồng. Lúc đó là bán cho mấy chị là cây không chậu luôn. Đã là 250 ngàn rồi. Này về dưỡng ra chậu đã đời trồng đẹp với chị bán có 270 ngàn nè. Em cho mấy chị coi mặt bông của thằng Sinh Quyết Blue nha. Chém cây Sinh Quyết Blue này giùm em. Cây này là 270. Trời ơi, cái cây quá trời xuất sắc đẹp luôn cho mấy chị luôn. Cây này chuẩn bị làm bông luôn nha mấy chị ơi. Cây này giá trị rất là cao chứ không phải là giá rẻ rẻ đâu mấy chị. Một khi nắng nhắc đến thằng Sinh là không phải rẻ tiền đâu. Cây này 270 nha, đợi một xíu lấy cái mặt bông nắng Sinh nha mấy chị coi. Cây này do em bán trước Tết á. Thông chai Bangkok em coi, em còn hàng chậu lớn đặt Tân Trần ơi. Chậu 800-850 á. Thông chai Bangkok em có chậu 350 nữa. 350 có, 800-850 cũng có luôn. Em cho mấy chị coi cận cảnh thực tế cánh bông của thằng Quyết Blue nè. Cái này do ông người Thái Lan ông lai tạo ra, ông đặt theo cái tên của ổng luôn nè. Mật bông của nó nha mấy chị. Đâu mời. Cái này em bán trước Tết cho mấy chị á. Nè 200 na, cái cây này là 270 nha. Có chốt này chốt 270 giúp em. Để tay thỏ cánh sáng mà cái lửa bông nó rất là đẹp nha. Thơm lắm, thơm mấy chị, thơm nồng cực kỳ á. Thằng này thơm nồng dữ lắm luôn á. Mấy chị muốn sắn bông nhiều á, mấy chị cho nó nắng nhiều chút. Còn mấy chị mà muốn để trong mát thì nó cái bông nó sắn ít. Thì vậy thôi à. Nè,
nhập thái trực tiếp cho mấy chị về bụi đây là bán mấy chị 250 á, 250 là chưa có chậu á, trồng chậu thêm cái chậu bán thêm cộng thêm tiền cái chậu của mấy chị có 270 ngàn mà dưỡng thân cao đẹp nữa. Thôi chốt cái này chốt giúp em á là 270 ngàn cái chậu xuyên quýt blue này giùm em nha, 270 cây đang rất là đẹp, thân này đang chuẩn bị làm bông cho mấy chị rồi, trồng được cái thân cao thế này lâu dữ lắm lâu nha mấy chị ơi, cây của nó nè, cây này cực kỳ giá trị nha. Chốt cái này chốt của em á là 270 giùm em, xuyên quýt blue nha, 270 270 ngàn cái cây này. Anh chị nào lấy cái cây lùm này lấy giúp em, cây này á là cái cây cao, cây này là cây thân cao nha, thân cao tuy nết thân nhưng mà nó thân cao cho mấy chị có mầm luôn. Chốt cây này cho chị Lân Nhi Nguyễn nè, 270 ngàn, cây là cây thân cao nhưng ít thân hơn nhưng mà bù lại cho mấy chị thân maximum cao luôn, trồng được cây thân cao thế này hơi bị khó, 270 ngàn. Anh chị nào chốt cây thân cao thì chốt của em 270 giúp em nha, 270 trời quá trời cao luôn, mấy trời nó bung mất u hết rồi, mấy cây này là bung mất u hết luôn cho mấy chị rồi. Cây này sau này mấy chị trồng trồng cao cỡ mét hơn nha mấy chị ơi, cỡ mét hơn á. Đây là cây thân cao 270 ngàn, cây xinh quýt blue này nó cái chị thấy không, cái mầm nó bung ra rất là khỏe luôn. Chốt cây cao chị Cúc Nguyễn 270 gặp đơn. Dạ ok chị, còn được cây này đúng không? Cái cây kia Nguyệt Nguyễn, mấy đơn hàng của chị một tuần rồi không thấy đơn hàng ở chi nhánh 2, chi nhánh 1 chị Nguyệt Nguyễn ơi, chụp hình gửi cho group kiểm tra đơn hàng chị ơi. Của chị là chi nhánh 2, chi nhánh 1 chị, để mấy em kiểm tra, em báo kiểm tra. Còn được hai chậu nữa nè, thằng xinh nắng xinh quýt blue nha, hoa thơm lắm, thằng này bền bông mới chưa thằng nắng á. Đây tiếp tục cho mấy chị cây xinh quýt blue cho mấy chị thân cao rất là khỏe nha, chụp gửi rất kiểm tra. Cây này đang mắc u cho mấy chị nha, chị thân cao cho chị 2 hoặc 3 cây. Ôi đã không nói em, giờ còn thân lùm không à, còn thân lùm mấy này không nè, chị Liên, chị Liên ơi nè, cây thân lùm mấy này nè chị, cây này nè, có lấy cây này thì lấy giúp em nha, cây thân lùm này là 270 ngàn, còn được 3 trụ lùm không mà hết cây cao rồi, lùm này cũng nhanh phát cao lắm luôn cho mấy chị nha, có lấy này thì lấy giúp em là 270 hết luôn rồi đó. Em tuyển cây đẹp hôm bữa cái lô này em hết rồi, bán lúc mà bán thật sự mấy chị bán cho mấy chị 250 ở đây nha, chỉ có 3 thân hoặc là 4 thân là dữ lắm rồi, về dưới vườn trồng nó nhảy thêm mầm nó cao phát hơn á mấy chị, cũng để cho mấy chị giá là 270 chứ mấy, có để 270 chứ mấy cho mấy chị. Chốt này chốt giùm em 270 ngàn nha, thân lùm giùm em 270, em còn được 3 chậu lùm rồi à, hàng còn được cây lùm rồi, hết cây cao giống như cây nãy rồi, nãy có cây maximum cao rồi. Cái maximum cao xinh quýt blue nha, xinh quýt blue em. Dạ của chị Lân Nhi Nguyễn em có lên đơn chị rồi nha, lên cái địa chỉ giùm em chị Lân Nhi Nguyễn ơi, lên cái địa chỉ giúp em nha. Anh chị nào có lấy thằng xinh quýt blue này lấy giúp em, em có cây violet cho mấy chị nha, cây xinh violet hoa thơm cho mấy chị luôn. Dạ anh chị nào có lấy cây lùm này lấy giúp em 250 ngàn, ấy 270 sorry. Em lên cho mấy chị một cái cây nắng xinh violet thân cao. Chị ghé kho giùm em, lấy giùm em nha chị Cúc Nguyễn ơi. Ghé kho 226/3/21 lấy hàng giùm em nha. Em muốn kinh qua cửa hàng ghé kho lấy giùm em nha chị yêu ơi. Ghé kho giùm em đi chị, sẵn ghé lấy thì ghé kho giùm em luôn nha, tình yêu đối diện chứ mấy. Cây này chị nào có lấy giúp em là cây này 270 ngàn, thân lùm giùm em, xin quýt blue. Còn em lên cho mấy cây violet nè, cho mấy cây mặt bông của thằng violet nè, red bit violet, cái bông của nó là màu hồng cho mấy chị, cánh bông màu hồng màu sáng như thế này nha. Đây là cái cây violet và hiện tại là cây này đang có vụ hoa cho mấy chị luôn, thân đang rất là cao. Violet có được mấy cây cho mấy chị nè, violet hôm Tết em cũng không có bán nhiều mấy chị, em chỉ bán cho lúc trước có bán được lô cây nhỏ thôi à, còn đa phần cỡ bán được khoảng 20-30 cây đó. Đây là mặt bông của cây violet, tên tiếng Anh của nó là red bit violet cho mấy chị nha. Đây mấy chị coi cái cây nè,
Cây này hiện tại đang có hai vò ha. Cây này vò này nó bị khô rồi. Đang có hai vò ha. Đang nứt thêm một vò nữa là vò thứ ba. Vò bông của nó sẽ phát liên tục thì nó tái cho mấy chị luôn. Cái cây Violet này giá là 270.000 Violet. Violet này chốt em 270 nha. Vò bông này là vò bông bối nên thường hay ngắt ở đầu ngọt như thế nè. Cây này Red Beat Violet này. Cây này là 270.000. Cây thân cao, maximum cao luôn, đang có vò hoa cho mấy chị. Hiện tại đang có 3 vòi, 4 vòi luôn mấy chị ơi. 4 vòi luôn nha. Trên ngọn một vòi, đây một vòi, đây một vòi. Cho chị Long Nguyễn nè, 270.000 Violet Long Nguyễn. 270. Nó đang nhảy vòi á. Thằng này á, thằng xinh này làm vò bông từ 2 vòng 3 tháng trở lên mấy chị, phát lên rất là dữ luôn. Đây, em lên cho mấy chị cây Violet này nữa nè. Cây nó mập vô cây mía và lá nó xếp khủng khiếp không. Cây này hiện tại đang có nứt 3 vò hoa cho mấy chị. Đang 3 vò nha. Cây này 270.000 cây Violet này thân cao. Chốt này chốt giúp em là 270 Violet nè. Mấy chị coi nè, đang mầm hay lên nè. Nó khác, nó cái lá của nó sẽ khác với thằng Wheat Blue. Cái lá này là cái lá mít xếp rụt như thế này cho mấy chị. Còn thằng Wheat Blue á, thì cái lá nó sẽ không có đẹp bằng. Lá nó không có xếp gọn bằng. Còn cái thằng này nó xếp, cái lá của nó xếp lá như lá mít của mình nè mấy chị. Thấy gì không? Cái này đã ra cắt vào bông, cắt hai vào bông rồi đó. Mà đang nhảy tiếp cho mấy chị, hiện tại đang có 3 vòi thêm nữa nè. Đang 3 vòi thêm nữa cho mấy chị này nha. Cây này là 270.000. Chốt cây Wheat Blue này chốt em Violet chú anh. 270.000 cây Violet này. Lá của nó lá mít rụt luôn nghe mấy chị coi nè. Cái bộ lá nó rất là đẹp. Nó cái lá nó khác từ thằng Violet, cái bộ lá nó đẹp hơn thằng Blue rất là nhiều. Cây này là 270 nha, cây thân cao, hai mầm đang lên. Một thân trụ đang lên rất là đẹp cho mấy chị luôn nè. Lá nó xếp mấy chị coi nè. Cây này là 270.000 giùm em. Đang có 3 vò hoa nha mấy chị. Đang 3 vò hoa. Ở đây nó đang nứt nữa nè. Mẹ mà cứ ung cái lá, ung cái lá stress uổng. Đây. Ở trên đây cắt một vòi rồi. Ở đây cắt ở đây cắt một vòi là 2 vòi. Cắt 3 vòi rồi. Cắt 3 vòi rồi, đang nhảy thêm 3 vòi nữa cho mấy chị. Ở dưới đây đang nứt thêm một vòi nữa nè. Không thấy em bung ra mới stress cái lá. 270 cho cây Violet này nha. Anh chị nào có lấy cây Violet lấy cho em 270. 270 Violet. Em lên cho cái chậu rồi. Em lên cho cái chậu Violet lớn này nè mấy chị. Chậu Violet lớn này nha. Cái chậu này là 450.000. Violet lớn 450.000 cái chậu này. Anh chị nào có chốt cái chậu lớn này chốt giúp em là 450 giùm em nha, chậu lớn. Thích lấy lớn thì lấy. Cây lớn này đang có một vòi bông thôi. Cây lớn này đang có một vòi bông cho mấy chị thôi nha. Chậu lớn này là 450.000. Phía sau lưng em là hồ điệp á. Hồ điệp hoa thơm 175.000 một cây. Cây này là 450. Anh chị nào có lấy chậu này lấy 450 giúp em, cho chị Liên cây 450 nè. Còn được chậu 450 nè. Hồ điệp 175.000, hồ điệp thơm đó chị. Hồ điệp khoa thơm đó chị Lân Như Nguyễn. Cây này là 450 giúp em nha. Trời, cái chậu này về không có cần ghét hay công thân gì nữa nha mấy chị. Chỉ việc treo lên thôi. Chỉ việc treo lên chơi thôi nha mấy chị ơi. Không còn ghét bằng gì nữa nha. Cây là 450 giùm em cây Violet này. Chốt này chốt 450 giùm em nè. Chậu đẹp quá trời luôn. Lá của nó nhớ giùm em nha. Nó lá mít nó xếp rụt lên cho mấy chị. Chơi bộ lá không cũng đẹp nữa đó mấy chị. Thằng Violet đây nè. Cây là 450.000. Anh chị đừng chốt cái chậu Violet này chốt 450 giùm em, hơi bị rẻ luôn á. Cây thì bán ra cho mấy chị hơi bị rẻ luôn nè. 450. Dạ, cây hồ điệp có vò hai chứ mấy chị. Dạ. Cây hồ điệp này là cây hồ điệp cam hoa thơm. Hồ điệp cam hoa thơm 175.000. Màu của nó giống như là cái màu cà chua cho mấy chị đó. Trong của nó vừa cam vừa vàng và vừa đỏ. Cây hiện tại 2 ngòng 175.000. Hàng hoa thơm cốc là cốc 3.5 nha. Cốc 3.5. Cây này chị nào có chốt chốt 175 giùm em. 175. Có được cái cây hồ điệp hoa thơm mấy này cho mấy chị. Thằng này rất là thơm nha mấy chị.
từ lúc khui thùng ra buổi sáng tới giờ và mùi thơm nó vẫn vững cho mấy chị nè. Cây này hiện tại đang 2 ngọn hoa, cho em gộp chung với này nè. Cây nào đẹp ý, cái 2 cây đi về treo cho anh cặp. Cây 2 cây đi, treo anh cặp. Cây này là cây hoa thơm rồi nha, có lấy cây hồ tiêu thơm thì lấy 175 ngàn. Thằng này là màu mới mấy chị ơi, cái hồ tiêu thơm này là màu mới á, có lấy thì lấy giúp em 175 ngàn. Chậu này là 450 nha, thích cái nào lấy cái đó, thích cái nào lấy cái đó. 450 ngàn cho cái cây violet này. Chị đầu lấy cái này lấy 450 giùm em, có được 2-3 chậu lớn nè, còn đa phần là chậu 250, 200 mấy không. Tím lai hồ đẹp, tím đậm mông to, hôm nay không có hàng. Thằng đó em gửi hàng bên dịch vụ Viettelbot. Thằng đó không có hàng luôn á chị Phương Đình, ít bữa giùm em đi. Ít bữa đi. Cái giống Nandro đó ít bữa giùm em. Có lấy anh chị nào có lấy cây violet này giúp chốt em 450 mang cây violet này nha. 450 ngàn. Mầm con đang lên rồi rất là khỏe cho mấy chị nè. 450 chậu này. Để em lên cho cái cây này cho mấy chị cái đó. Lấy cho mấy cây chậu vàng chanh thông hoa thơm đi. Có chậu 350 đúng không? Thông chai Bangkok chú anh. Thông chai Bangkok còn được chậu 350 nè. Đa phần là còn là chậu 800-850. Em có được một chậu thông chai Bangkok hoa thơm, bông màu vàng lưỡi đỏ, cánh bay. Cái chậu này là 350 ngàn nè mấy chị. Đang còn hoa mà cân cây lớn lắm, 350. Cây là cây thân cao dữ lắm, cao luôn nè. Cây là cây thông chai Bangkok hoa thơm nha. Chậu này là chậu 350. Hiện tại đang có 2 vò hoa. Phát 2 vò hoa, cây rất là lớn cho mấy chị. Size phi nè, size phi 35 nha. Size phi 35 đang nụ lớn luôn. Để về chơi mấy chị, về chơi an toàn. Chậu thông chai là 350 nè. Anh chị nào có lấy chậu thông chai lấy giúp em là 350 giúp em. Thông chai Bangkok hoa thơm nha. Cái dòng nắng này á, khi mà nó làm bông á, thì nó sẽ kéo dài từ 2/3 hân trở lên cho mấy chị. Nó vác màu bông theo đất lá, giống như bên đây nó đang nứt màu bông tiếp cho mấy chị đây. Bên đây đang nứt luôn rồi nha, chứ không phải đang u nữa nha mấy chị. Thông chai Bangkok hoa thơm. Cây là cây lớn nha, thằng là kiểu vẹt về mấy chị treo thôi. Để chăm được cái cây cao thế này rất là lâu á. Cây nhỏ hiện tại bây giờ, cây nhỏ hiện tại bây giờ 3 cân là khi có vò hoa cũng đã là 200 ngàn rồi. Cho chị Yến Trần 350 nha. Em cảm ơn chị Yến Trần. 30 ngàn. Em lên cho mấy chị cái cây huyết long đỏ nè mấy chị. Huyết long đỏ hoa thơm. Huyết long đỏ hoa thơm nha. Cây này có 350 à. Mà cây rất là cao luôn. Em cho mấy chị coi mặt hoa của thằng huyết long đỏ nha. Em lấy chậu lớn xíu, em lên hàng nhỏ hàng sale cho mấy chị. Đây là mặt hoa của thằng huyết long đỏ. Cái thằng này khi cho màu bông nó bông rất là dài, nó vàng phát tướng rất là đẹp cho mấy chị. Em lấy cây nụ lớn cho mấy chị coi nè, làm bông khủng khiếp. Dung Đỏ Ngọc Trung khách bơm hàng rơi vào sách khách bơm hàng nữa, mấy em có chốt hàng cho mình nữa nha Dung Đỏ Ngọc Trung ơi. Rồi vào danh sách bơm hàng bên em có chốt đơn cho mình nữa đâu anh. Đây muốn chốt đơn bên em phải chuyển khoản 100% đơn hàng mới tụi em mới bán hàng cho mấy chị, không thì thôi không có bán hàng nữa. Đây là mặt bông của cái thằng huyết long đỏ nha. Trời ơi, cái mấy chị coi nè, cây là 350 ngàn, huyết long đỏ hết đó mấy chị. Cây bót bây giờ mà thấp hơn cây này nha, cỡ 2 găng tay thôi. Hiện tại đang bán với giá 90 ngàn một cây, mà cái cây của nó cây cao thế này trồng phải mất khoảng 2-3 năm hơn đó mấy chị. Đang nhảy vò hoa đẹp cho mấy chị nha. Bên đây đang có 2 vò nụ mà đang chuẩn bị nứt nữa, cây bên đây đang 2 vò bông nữa nè. Cây này giá của nó là 350 ngàn giùm em, huyết long đỏ hoa thơm. Huyết long đỏ hoa thơm nha. Cây này là 350. Huyết long đỏ này rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Nè huyết long nha, chứ không phải là quán long như mấy chị. Huyết long là mấy chị nhìn thấy bông tím anh đỏ, tím anh đỏ nha. Còn quán long là nó sẽ khác nữa.
Quấn lông nó cây nó không có cao được giống vậy đâu. Trồng lâu cỡ nào lâu rồi, thân nó có còi chăng nữa nó cũng không cao được thế này. Cây này chốt cho Trần Quang Vinh 350 nè, quyết lông đỏ hoa thơm. Cây này khủng lắm nha mấy chị, giống này nó không có nhiều thân nhưng mà trồng rất là lâu, trồng rất là lâu để được những cây thân cao thế này. Cây càng cao càng có giá trị. Đây, quá trời cây đẹp luôn nè. Trần Quang Vinh lên cho em thông tin nha. Cây quyết lông đỏ này là 350. Cây hiện tại đang có vòi hoa ở đây. Ở đây đang phát vòi, ở đây đang có vòi lên cho mấy chị, nó đang nứt nè mấy chị không? Nhớ giùm em cái thằng quyết lông đỏ này á, nó phát vòi bông từ 2/3 hơn trở lên cho mấy chị. Nứt vòi bông liên tục thì nứt lá nha. 350.000 chậu size phi 35. Thằng này cầm cây là chơi đáng tiền cây đó mấy chị. Để dưỡng được cây quyết lông đỏ thế này, cao thế này rất là khó. Thật sự chị nào nhà vườn chăm hoặc là về mấy chị tự tay mấy chị chăm à, rất là khó luôn. 350 cho chị đặng hoa nè, 350. Cây rất là cao mấy chị ơi nè, mấy chị coi cái cây nè, cao maximum luôn, 1m mấy không chứ có ít đâu mấy chị. Trồng lâu lắm nha, nè, vòi bông của nó phát vòi bông nè. Khi phát vòi bông cho mấy chị là rất là dài thế này. Bông của nó là tông đỏ, tông tím bánh đỏ đậm như thế này cho mấy chị nè. Thơm, thằng này là thằng nắng thơm nha. À, tối gọi để chị, anh ơi inbox địa chỉ giùm em luôn đi. Mình tranh thủ lên địa chỉ giúp em luôn nha anh Quang Vinh ơi. Gọi xin địa chỉ nữa, là inbox địa chỉ giúp em nha. Đây là vòi bông của nó nè mấy chị, đang vòi bông nữa nè. Cây này là 350. Cây này rất là cao. Cây này rất là cao nè, em cho sao mấy chị 1m mấy không à. Chốt cây quyết lông đỏ hoa thơm nè. Khi mà nó hình thành vòi bông cho mấy chị nè, nó kéo dài vòi bông của mấy chị khủng khiếp luôn. Chốt 350 trên Nguyễn Trí ạ. 350.000 một cây quyết lông đỏ. Đây, cây khỏe lắm mà thân của nó mập nè. Đang cấy nè mấy chị coi nè. Ở đây đang phát vòi bông cho mấy chị. Ok anh Trí à, ở đây đang có vòi. Đây đang có vòi, đang phát vòi bông lên nữa mấy chị không. 350 cây quyết lông đỏ này. Quyết lông đỏ là cái dòng đen rô nắng sưu tầm. Cây trường, nó khá là khó kiếm mật bông. Để trồng như thế này phải nhà vườn phải trồng khoảng 2 năm rưỡi trước. 2 năm rưỡi về trước mới có được những cây cao thế này bán cho mấy chị nha. Mật hoa màu vàng cũng có, anh ơi đợi một xíu xíu lên cái mật hoa màu vàng mấy chị. Cây này là 350, cây này đang nụ không à. Cây đang tược vào nụ cho mấy chị, nó nứt vòi thì nứt lá cho mấy chị nha. Chốt cây quyết long này, chốt cây thân bên đây nó đang nứt nữa nè mấy chị ơi. Làm bông ghê á. Cái nói chung là cái thân càng cao của mấy chị là càng làm bồ bông dữ hơn đó. Càng cao thì càng làm bồ bông nhiều hơn đó cho mấy chị và nó rất là đạt bông luôn. Cây này là 350. Chốt cái chậu quyết long này chốt 350 giùm em nha. Nè. Cây này tiền xíu gửi đi khoảng tầm 40-45 ngàn gì đó anh ơi. Mà cây như thế này nó tại cây nó lớn nó nặng. Đóng cái thùng nó rất là dài luôn, 40-45 gì đó tiền xếp mà. Anh chị nào có chốt cây quyết lông đỏ thì chốt giúp em là 350.000 nha, 350 cây quyết lông đỏ này. Em lấy cho mấy chị coi thêm cây quyết lông này nữa nè. Quyết lông đỏ này hiện tại đang làm vòi mà mật bông nó to lắm. Em lấy cái mật bông nở là xin cái cánh hoa cho nó chị. Bắt cho mình cánh hoa. Đây, mấy chị coi cái mặt bông quyết long nè. Nó cánh của nó dài lắm nha mấy chị ơi. Nè, em coi mấy chị cam sao cho mấy chị nhìn cho nó rõ cánh bông quyết long đỏ. Nó dài lắm. Cái mặt ba bông này rất là hiếm, năm rồi nó đang săn cái thằng này nè. Bây giờ nó chỉ ra thị trường cho mấy chị là cây giống thôi. Mà không biết nó có thơm hay không nha. Nhưng mà riêng cái giống quyết long đỏ hiện tại em đang bán cho mấy chị cái giống này hoa thơm. Cái giống này hoa thơm, coi mấy chị coi cánh bông của nó nè. Rất là to nha, em vừa xa cho mấy chị nè. Em vô gần cho mấy chị coi nè. Bà Liễu mới mớt hàng rồi. $450.000. Cái số này mấy chị 350.000 một cây quyết long. 350.000 một cây quyết long đỏ cho mấy chị nha. 350 cái cây quyết long này. Anh chị nào có chốt quyết long chốt 350 có mặt hoa nở sẵn như này cho mấy chị nha. Cây đang làm vòi đang lên. Thân này đang mất u nữa cho mấy chị nha. 350 đồng giá, cây này rất là cao mấy chị ơi. Cây rất là cao. Anh chị nào chốt quyết lông đỏ thì chốt 350 giúp em nè. 350.000. Có mật bông chuẩn như này hàng thơm nha. Còn biết giống bây giờ giống lai bây giờ thì nó không có thơm hay không thì không biết. Cái này là ship cả luôn cả chậu luôn chứ anh Trí. Cái này là gửi luôn cả cái chậu cho mình luôn. Chậu này hiện tại đang trồng chậu trong chậu size phi 35. Đây, hàng này nói chung là em gửi cả chậu chứ không có tháo chậu cho mấy chị. Nếu mà cây có mốc thì gửi có mốc cho mấy chị. Đây có chốt là chốt giúp em là
350 giùm em nha. Cái chậu huyết lông đỏ hai thơm này 350, có mặt pha cho mấy chị về chơi luôn nha. Mặt bông nở chuẩn, mặt bông này là mặt bông nở chuẩn cho mấy chị huyết lông. Cái huyết lông này mấy chị trồng càng lâu á, nó càng lên màu càng đậm càng đẹp cho mấy chị. Càng cắt nhiều lần bông chăng nắng nhiều nó càng lên màu càng đậm này càng đẹp nha. Cây này là 350 ngàn. Anh chị nào có lấy huyết lông đỏ lấy cái giùm em, cái chậu này 350 giùm em ạ. 350 rồi em lên cho mấy chị cái cây này. Đây là một cái cây huyết lông mà là huyết lông lai, nó không phải là huyết lông đỏ. Thằng này là huyết lông tím nha mấy chị, có được một cây nhất luôn. Cây là cây huyết lông lai. Đây là mấy chị sẽ thấy là cái cây huyết lông đỏ nha. Có được một cây huyết lông lai cho mấy chị, bông màu tím. Tím là tím Huế nè mấy chị coi nè. Bông là màu tím Huế luôn nha. Hoa cũng thơm luôn, cây này nó cây lai, cây còn nó là giống huyết lông nó lai ra nhưng mà nó lai ra màu tím mấy chị. Cây là cũng là 350 luôn. Anh chị nào chốt cây huyết lông lai chốt giúp em là 350. Bông của nó là màu tím Huế, màu tím Huế hoa thơm nha. Để mấy chị coi nè, cánh bông nãy em cho mấy chị coi là màu đỏ đúng không nè. Còn thằng này nó khác nhau nè mấy chị không, cây này là màu tím Huế, thằng này là màu tím Huế nha. Hai mặt bông nó khác nhau cho mấy chị nha. Cây này nè, chốt cái cây này trên Võ Minh Đức nè, mai ghé lấy nè, Võ Minh Đức nha, 350 ngàn. Chốt cây huyết lông lai. Em lên cho mấy chị cái cây rồng tím. Cái cây rồng tím thôi. Bông cây rồng tím của em đây nè. Cây rồng tím này đẹp lắm mấy chị ơi. Cây rồng tím này cũng khiếp thiệt. Cây rồng tím này là 200 ngàn một cây nè mấy chị. Cây rồng tím này nếu không khéo mấy chị sẽ nhìn thấy giống như dòng nắng xinh. Cây này là 200 ngàn một cây, nó là hàng cây sưu tầm nha, không có bớt giá được luôn á mấy chị. Để em lấy cái cây nụ cho mấy chị coi, thằng này đắt tiền lắm luôn nè. Bông của nó cực đẹp luôn. Mấy chị nhìn không khéo mấy chị tưởng như nắng xinh nhưng mà nó là rồng tím giống mới. Cây của nó sắn khủng khiếp, sắn, thằng này chơi cực kỳ lâu tàn bông luôn. Màu tím mà dạng như là màu tím óng ánh mà nó bóng bóng bông cho mấy chị nè. Em lấy cây cho cây cái đang nụ cho coi. Cây này là 200 ngàn nha, 200 ngàn. Anh chị nào có chốt cây rồng đang nó có mầm lên cho mấy chị, hàng tầm nha mấy chị, rồng tím giống mới. Cây hiện tại đang có vòi nụ. Chốt cây này là chốt 200 ngàn giùm em nè, rồng tím nha. Ở đây em đường còn được vài chậu rồng tím thôi, đa phần em còn rồng tím cái giống cũ. Giống cũ là bông nó to hơn, cái màu bông nó không có sắc sảo bằng. Mấy chị coi nè, mặt bông của nó nha, chuẩn mặt bông như hình. À, tím bóng rất là đẹp cho mấy chị nhìn không ghé tụi nắng xinh màu đẹp khủng khiếp thiệt mấy chị. Cây nó không có nhiều thân đâu nhưng mà khi nó làm bông cho mấy chị, bông nào rau chất lượng bông đó cho mấy chị luôn. Cây là cây rồng tím nha, rồng tím giống mới, tưởng như thằng xinh vậy đó mấy chị. Cái này nếu đóng nếu mà nhà vườn lấy nhầm xinh là xinh tím luôn. Cây rau tàn cực kỳ. Cây này anh chị nào có chốt thì chốt của em là 200 ngàn giùm em nha. Cây là mới là cái cây phát của bông cho mấy chị, cây tơ nên thân của nó rất đẹp. Thằng này nó không có nhiều thân nha, thằng này làm bông của nó không có nhiều thân, phải nhiều thân nó đẹp biết mấy. Mà thật sự cái tính đặc tính của thằng này không có nhiều thân mấy chị, lựa bóc lựa mấy chị nữa, trồng nhiều thân dữ lắm rồi đó. Mà đặc tính của nó không có nhiều thân mà cây rất là đẹp luôn mấy chị coi nè, nó khỏe, mầm gốc nó đang lên rất là khỏe cho mấy chị luôn. Cây này là 200 ngàn nha, 200 ngàn. Có lấy cái rồng tím này lấy giúp em là 200 ngàn, có mặt khoa cho mấy chị nha. Đây mấy chị coi mặt bông của nó rất là đẹp nha, chuẩn mặt bông, nó sắn dữ lắm, sắn luôn nè mấy chị coi nè. Cây này đẹp dễ mang. Cây này chị nào có chốt thì chốt 200 ngàn giùm em. Em còn được cây đồng tiền tím. Đồng tím như cây ta 170. Anh chị nào có lấy cái này thì lấy giúp em. Em còn được mấy cây đồng tiền tím thôi mấy chị, em lên luôn cho. Có lấy đồng tím thì lấy nha. Cái lâu tàn cũng tiếp thiệt. Đây. Cái cây là cái cây đồng tiền tím nha mấy chị. Nhưng mà cái đồng tiền tím thì là đồng tiền không chuột. Ôm nó dài khủng khiếp không. Cây này là 170 ngàn. Anh chị nào có chốt chốt em đồng tiền tím 170 giùm em nha. Đây còn được 2-3 chậu rồi đó. 3 chậu. Em còn được 3 chậu đồng tiền tím nha mấy chị ơi. Và bông của nó này nó dài khủng khiếp. Thế này là bông nó khít khít với nhau nè.
Cái này đáng ra bán hết rồi đó mà do gọi cơ. Gói gọi khách không nghe máy mới xả ra nè. Chốt cho Ngân Lan cái đồng tiền tím 170.000. 38. Dài lắm, có giống như cây tơ không à. Cái này em để cho chị Hạnh Lê cái đồng tiền tím này, chị Hạnh Lê nè. Cái này biết sao không, gọi khách không có nghe máy nè, qua bán hết mẹ anh ta rồi cái gọi thứ gì á. Bực bội. Nói tới là bực bội rồi. Thứ gì mới thứ bảy chủ nhật luôn á. Cây gì không có bán. Thứ gì mới thứ bảy chủ nhật. Em còn được cây nè. Em để cho chị Nguyễn Lương một cây, chị Nguyễn Lương ơi. Nguyễn Lương một cây đồng tiền tím chị Nguyễn Lương nha. Nguyễn Lương một cây. Thiệt cái thật nhiều khi mấy chị bực dữ lắm, bực mấy chị. Cây người ta không có một cái nói tới bực mà, bực không chỉ lộn. Không nói. Tính lắm. Tỉnh ta. Ngân Lê chốt, Ngân Lê cái đồng tím luôn nè. Chị Nguyễn Lương không lấy đồng tím, chị Nguyễn Lương đẹp lắm. Thằng này chơi cỡ 3 4 tháng nó mới tàn luôn. 38. Bực chữ. Khách ta chốt không có mà kêu khách ta thì bực. Dành chốt đã vô gì không là cái gì. Đây nè cái đồng tím này nè mấy chị coi nè. Nó đẹp mấy chị chơi cỡ 3 4 tháng mới tàn, xuất sắc lắm, cánh bông của nó khủng khiếp. Trời ơi cái mặt bông này nè, em cho mấy chị cái đồng coi dùng đồng tím cũ nè, mấy chị hơi thấy khác nhau trời giật thôi. Bông đồng tím cũ nè. Đâu rồi? Em lấy cho mấy chị coi. Thằng cây đồng tím 200 ngàn một cây đồng tím, đồng tím nó đắt lắm. Đồng tím này nè, mấy chị nhìn không kém nó giống như là nó xinh vậy đó, mấy chị coi nè, đẹp lắm. Được lấy cây. Đồng tím đâu rồi? Còn không? Ở đó lấy cây cũ, người ta lấy cây cũ thôi. Nè, đây là cái mặt bông đồng tím cũ của mấy chị nè. Đây. Mặt bông đồng tím cũ này mấy chị ơi. Nè, hai cái mặt bông nó khác nhau nè. Đây. Đây là mặt bông đồng tím giống mới. Đây là một bông cũ, màu cũ nó nghiêng về màu tím Huế hơn. Còn bông màu mới á, nó tím và tím ánh đỏ lên, ánh đỏ lên nhìn nó đẹp hơn xíu. Lấy cho cây đồng tím lên chung nè, 200 ngàn cái đồng tím đắt lắm, giống nè. Anh chị là chốt đồng tím, chốt cho em cái chậu này 200 ngàn giùm em. Chị Ngân Lê lên số điện thoại địa chỉ giùm em, chị Ngân Lê ơi, khách mới. Mới lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. 200 ngàn cây đồng tím này. Chốt thì chốt giúp em là 200 ngàn. 200 ngàn giùm em nha. Cây này nè, rất là đẹp luôn. Một cho 200 ngàn một cây đồng tím. 200 ngàn một cây đồng tím. Cái gì 200 ngàn cho ngăn đòn cái cây đồng tím. Cho ngăn đòn nè, em đang kiếm mật bông nè. Thấy cái cây đồng tím đẹp nữa cho mấy chị coi. Còn quyết long nha, anh Dương Minh Hùng ơi, 350 cây quyết long. Chị Kim Thu To ơi, em hết đồng tím rồi nên em không có chốt được. Em hết rồi, em hết đồng tiền tím rồi. Giờ còn đồng tiền vàng mấy chị lấy không? Em còn đồng tiền vàng á. Đây, cái cây là cái cây đồng tím nha, đang vòi dài. Cây này là cây tơ. Cây tơ bên đây đang bị nước vòi nữa nè, cây tơ mầm con đang nhảy lên nữa. Cây này là 200 ngàn. Cây này là chốt. Chậu là chậu phi 18 đó, mấy chị thấy gì, cứ chút xíu với 200 ngàn, mà cây có giá trị của nó riêng. 200 ngàn đồng tím. Để em lấy cây quyết long lên trên coi. Quyết long có vồ hoa chứ chị Ngân Lê. Quyết long đang có vồ hoa rất là đẹp luôn. 350, vẫn giờ giữ giá cũ. Cái giá cũ xì. Chạy Kim Thu Tôm ơi, mình chốt sao á chị ơi, chốt sao á. Anh chị nào có lấy cây đồng tím lấy giúp em 200 ngàn nha. Em lên cái cây này cho mấy chị cái đã. Đây em có được một cây nhất cho mấy chị. Cái này là cây xê xa hồng binh. Không phải xê xa hồng binh, sorry. Cái gì quên mất kia quên. Cái cây nãy mới cầm á. Không phải hồng binh. Cây là cây xê xa màu trắng hay màu hồng? Đây cây xê xa nha mấy chị ơi. Cây xê xa này là 170 ngàn. Em lên cho mấy chị coi nè. Cái mặt bông của nó, cái giống này mất giống lâu lắm rồi nè. Cây xê xa này giờ bông khủng khiếp lắm. Lúc mà khoảng mấy năm trước bán này khủng khiếp, bây giờ không có hết giống rồi. Xê xa. Cây xê xa hồng. Cây này giá là 165 ngàn. Cây xê xa hồng một cây nhất, không có được cây thứ hai luôn. Làm bông dữ lắm. Nó thuộc họ anh ba lai ra nên bông làm bông khủng khiếp. Lấy cái quyết long cho cái chị gì chị coi kìa.
165.000 nha. Cây Cesa Lai cho mấy chị. Cesa hồng nha. Hiện tại trên thị trường nó có hai mặt bông, Cesa trắng một tím và Cesa hồng một tím. Đây là Cesa hồng cho mấy chị. Cây này là 165.000. 165.000. Thằng này nở bông nó đẹp lắm, bông nó lớn lắm, lớn mà giờ nó chưa có nở cho mấy chị. Mặt bông này em lục và lục lại vào 2019 nè. Tháng 2019 là mặt bông này nè. Cesa hồng. Có chốt chậu này chốt 165.000 nhiều em cái chậu này nha. 165. Chốt chị Ngân Lê à. 38. Em đây có quyết long cho mấy chị nè. Quyết long này là 350. Quyết long này là hoa thơm. Cây vừa có hoa vừa có vòi nụ cho mấy chị về chơi. Quyết long đỏ hoa thơm nha. Cây này hiện tại vừa có vòi nụ đang lên, vừa có hoa nở cho mấy chị. Chậu này là 350 một cây quyết long. Anh chị nào muốn lấy nụ không, không có vùa hoa nở cũng có luôn. Cũng bằng một giá với nhau là 350. Chậu là chậu cây lớn nha, quyết long thì nó sẽ không có nhiều thân. 165.000. Chốt cho chị Ngân Lê cái quyết long rồi nè. Em xin địa chỉ luôn nha chị Ngân Lê. Cái cây đây, cái cây quyết long này luôn cho mấy chị nha. Cây cao quá trời đẹp luôn nè. Đang mầm, đang bật lên nữa cho mấy chị nha. Đang có vồ ha. Cây quyết long này giá là 350 giùm em quyết long. Quyết long 350. Cây cao, trồng được cây cao thế này lâu dữ lắm mấy chị ơi. Đang có mầm gốc, đang bật lên ngay chỗ này nữa nè. 350.000 cho cây quyết long này. Chốt quyết long chốt 350 nha. Em đưa cho mấy cây hàng chậu lớn có bông đẹp mấy chị. Đây đang có vồ ha nha, cảm ơn chị Ngân Lê có thông tin. Ở bên đây nó đang chuẩn bị nứt vồ bông nữa nè mấy chị. Quyết long 350. Cách nào chốt quyết long chốt 350 giùm em. Quyết long là hoa thơm, có một mầm đang lên nè mấy chị. Vũ thằng này khó lắm. Cây cao, trồng cây cao mấy chị có cực kỳ lâu. Lâu dữ lắm lâu. Cây là 350.000. Lấy cái này lấy 350.000 giùm em. Em lên cho cây vàng thơm nữa nè. Vàng thơm. Quyết long không có chậu nhỏ ở đâu. Không còn chậu nhỏ nữa. Hết Bà Liễu. Hết Bà Liễu nha. Cây này có chốt, chốt 350 giùm em. Đây em lên cho mấy chị cái cây vàng thơm. Cây vàng thơm này hiện tại đang có 3 màu hoa. Vàng thơm nha. Đây. Chốt cho Dương Mạnh Hùng cây quyết long 350 lên thông tin giùm em nha Mạnh Hùng ơi, cảm ơn anh. Cây là cái cây vàng thơm 180.000. Vàng thơm là vàng lưỡi nâu. Vàng thơm là vàng lưỡi nâu, còn vàng mai là vàng cánh vàng. Vàng họng vàng. Cây này là 180.000 một cây vàng thơm. Chốt vàng thơm chốt giùm em 180.000. Cây này đem về tưới nước bình thường không cần cắt nước gì hết nha mấy chị. Ở đây tụi em đã cắt nước nó rồi. Cắt nước nó khô cái gốc luôn rồi. Về mấy chị tưới nước thoải mái, phun phân thuốc thoải mái nha. Không cắt gì nữa hết trơn á. Cắt gì nữa hết trơn trời nha. Tưới nước thoải mái. Cây vàng thơm này hiện tại đang có vô 2 cho mấy chị. Nó là dòng cây nắng nha. Cho Dương Mạnh Hùng một cây 180. Lên số nợ địa chỉ giùm em Minh Định Mạnh Hùng ơi. Mạnh Hùng Hùng Mạnh. Lên tiếp cho mấy chị cái cây vàng thơm đang nụ nha. Cây này thân mập như cây mía luôn. Bên em không có bao ship nha mấy chị. Mua giờ 100 triệu tiền hàng cũng không có bao ship nữa. Bán hàng không có bao ship nha. Mấy chị lưu ý giúp em. Hiện tại đang có vồ ha. Cây đang có vồ ha đang lên nữa. Chốt cây này chốt 180.000 cho cái cây vàng thơm này. Trời ơi. Cây vàng thơm này vồ bông nó nhảy liên tục. Thôi đá nó phát bông dữ lắm mấy chị ơi. Mà bông vàng rực luôn. Một màu vàng rực cho mấy chị mà rất là bền bông nè. Cây này 180. Cây mập khỏe cho mấy chị 180. Hàng này không có giá sale. Cây này rất là đắt nên không có còn giá sale giống như trước đây em bán mấy chị 150, 170, 180, 170 nữa. Giống này đắt lắm, bây giờ cái lô này bây giờ bông rất là giá rất là cao mấy chị ơi. Hàng này lô rất là cao luôn. Bên em bán hàng trước giờ là không có bao ship. Giá là bán giá bán cây ra cho mấy chị. Khách dù khách nào quen cỡ nào quen, khách nào thân cỡ nào thân, khách nào thuộc cỡ nào thuộc cũng vậy. Cũng không có bao ship. Anh chị mua nhiều có tặng kèm phân thuốc cho mấy chị. Nếu mà đơn hàng chu triệu có tặng phân thuốc. Một cây vàng thơm cho Phạm Lĩnh. Bên em có bao ship.
Rồi lên tiếp một cái cây vàng thơm nữa cho nè. Mấy chị coi cái mặt bông vàng thơm chụp nè, mấy chỗ nó đẹp động lẫy luôn. Vàng thơm nè, chuẩn một bông chụp tại vườn cho mấy chị nha, không có sao chép qua nha mấy chị. Một bông của nó nè, vàng của nó là màu vàng lưỡi nâu thế này, bông của nó vàng rực, càng nắng lên chừng nào càng thơm chừng đó, càng vàng đậm chừng đó cho mấy chị nha. Vàng thơm 180.000. Còn được chỗ này nữa đây, cây đang rất là khỏe cho mấy chị, đang phát bồ hoa ở đây, đang tuột vòi lên nữa cho mấy chị luôn nha. Cây lùm cho mấy chị nè, 180 giùm em nha. Còn được cây cuối cùng luôn, 180.000 cái cây vàng thơm này. Anh chị nào chốt vàng thơm chốt 180. Còn một cây cuối cùng vàng thơm. Ở đây đang có vồ hoa, ở đây đang có vòi lên cho mấy chị nha, nhú đang nhú lên nữa. Cây thân lầm mập 180.000, em còn được một cây. Anh chị nào chốt vàng thơm chốt 180 giùm em cái cây này nha mấy chị, cây khỏe lắm. Hàng chậu lớn nên là những cái hàng chậu lớn về chơi bông rất là sướng, không có cần thời gian chăm dưỡng nhiều. Mấy chị cứ việc về thích đặt chậu như thế này cũng được, không thích thì ra chậu lớn thêm một xí. Ra cái chậu lớn, cây của mấy chị phát rất là nhanh. Với lại nó nhảy mầm lớn, mầm nhanh nữa cho mấy chị. Em đây cứ mặc bông thì cho mấy chị. Anh chị nào có lấy cái vàng thơm thì lấy giúp em 180 nha, còn được một cây. Em còn được mấy cây nắng 4N. Vàng thơm cho chị Nguyễn Thị Tý Phường, lên số ngồi địa chỉ giúp em nha. Em lên cái này cho mấy chị là nắng 4N. 4N này là 4N hoa thơm và 4N là bông lớn, bự lớn nha. Em hết rồi chị Hành Thí ơi. Hết vàng thơm rồi. Em hết vàng thơm Hành Thí ơi. Còn cây nè, còn cây vàng thơm cao nè, còn sót nè. Cây này còn được, cây này em để cho mấy chị cây vàng thơm này giá 160 luôn. Cây vàng thơm thân mập cao nha, đang có một bồ ha, 160 nhưng bù lại cho mấy chị thân rất là cao. Cây mấy chị coi cái rễ của nó rất là xanh luôn nè. Còn được cây vàng thơm cuối cùng 160, cây này chốt vàng thơm chốt 160 giùm em nha. 160 thân mập nha. Mấy chị coi cái lá của nó như cây mít nè, đây lá nó như cây mít luôn, lá mít luôn, thân nó nù cho mấy chị. 160 chốt cây vàng thơm này chốt 160 giùm em. Còn cây này mấy chị coi bộ rễ nó bắn ra rất là khỏe nha, xanh mơn mởn luôn nè. Cây của nó này mấy chị coi bộ rễ của nó rất là khỏe nha. 160 giùm em mấy cây vàng thơm này giùm em. 160.000 cho Lưu Phạm nè. Rồi em lên cho mấy chị cây nắng 4N là 4N hoa thơm, bông siêu lớn luôn, bông rất là lớn, bông cỡ 4 ngón tay em á. Đây là mặt khoa của thằng nắng 4N nè, 4N bông siêu lớn nha, bông siêu lớn luôn, nó làm bông khủng khiếp mấy chị. 4N là dòng nắng hoa thơm, cái lô này là lô hoa thơm nha, có 160 cây 4N à, 160.000 cây, nó đang làm bông lớn cho mấy chị. Thằng này thật sự mấy chị khủng khiếp lắm, bộ bông nó nhảy vào bông khủng khiếp, bộ bông liên tục hết lá luôn. Đây cây 4N này em cho chị coi, đang có bồ hoa ở đây đang nhảy vào bông nữa. Mấy chị cứ nghĩ một điều là cắt vòi nó sẽ nhảy tiếp vào bông cho mấy chị. Cắt vòi là nó sẽ nhảy tiếp vào bông thôi, nó lái như thế này cho mấy chị. 4N là 4N lô hoa thơm, bông to cho mấy chị 160.000. Cái nắng 4N này 465 để mấy chị 160 luôn á. Bớt 5 ngàn. Bớt không có nhiều nhưng mà cũng bớt của mấy chị. 4N đắt tiền. Cây 4N này giá là 160.000. Chốt 4N chốt 160 nha. Cây đang rất là khỏe, hàng chậu lớn. Mấy chị cứ nghĩ một điều là khi cắt vào bông nó sẽ nhảy tiếp vào bông khác cho mấy chị. Chu kỳ làm bông trên thân liên tục cho mấy chị. Đây, 160.000 cây nắng 4N này. Chốt 4N này chốt 160. 160 giùm em nha, 4N. Một cây này rất là khỏe luôn nè. Bản thân nó rất là chắc chắn cho mấy chị nha. Cắt vòi là nhảy vòi khác lên liền à. 160 4N hoa thơm. 160 chị Hải Yến à. Dạ không có ai vào mi đi em, chỉ hiện tại bây giờ còn đỏ với màu cam thôi chị, màu cam phía sau lưng em thôi. Anten em có hàng luôn nha, anten em có hàng. Cái cây nắng 4N này là 160.000. Cây hiện tại đang có hoa, ở đây đang vòi, đây đang nứt nữa cho mấy chị. 160 4N nè, 4N nở bông ra rất là đẹp mấy chị nha. Bông lớn lắm mà lô 4N, 4N thơm, thơm mùi thơm ngọt cho mấy chị.
Cây này là 160.000. Chốt 4N, chốt giúp em 160 giùm em nha. 160. Lấy cây này chốt giúp em 160 giùm em nè. 160. Dạ thẻ bài tưới nước thoải mái chị. Cây thẻ bài về tưới nước thoải mái. Rồi chị tưới thoải mái chị, không ảnh hưởng gì hết á. Ôi sao lưng ở dưới em là Hồ Điệp, cái anh Năm Lai ơi. Có lấy cái 4N này giúp em nha, 160.000 4N. 4N cây 160.000. Em có được cây này nè mấy chị, cây vàng thơm mấy đâu rồi. Ta đi mua giùm nên dạ em không có đi mua nữa nè, em không biết rồi. Đây cái cây là cái cây vàng thơm hồi nãy nè mấy chị. Cây này còn cao hơn cây nãy, mập hơn cây nãy, lù hơn cây nãy luôn nha. Cây này đang có bồ ha nè, đang có bồ ha luôn nha. Còn cây này em để cho 160.000 cái cây vàng thơm này nha mấy chị ơi. Còn cây như cái mía luôn nè, mấy chị coi nè, khủng khiếp. Đang có nhú bồ ha nha. Cái cây vàng thơm còn được một cây nữa nha mấy chị ơi. 180 để cho mấy chị 160 luôn nè. Cây thân nụ mùa lá mít. Mấy chị coi cái lá của nó đẹp chả mang không mấy chị ơi. Một bàn tay luôn. Chả xi nhê mấy chị coi nè. Rất là đẹp nha. Cứ mấy chị cứ nghĩ cái dòng này ra một bông cắt nè. Chốt cho LXR lên bên đường nè. 160.000. Em lên mấy cây thập cẩm đủ một bông cho mấy chị luôn. À em có được cái cây thỏ xưa hoa thơm. Thỏ xưa hoa thơm mình còn được cây nè. Còn được cái cây vàng thơm này nè. Cây vàng thơm này á, ở hàng này hàng vườn em dưỡng tại vườn. Còn được cái cây em để cái cây 140 mấy chị nha, có bồ ha. 140 cây vàng thơm này lấy 140 giùm em, vàng thơm 140.000 đang có bồ ha em. Cái thỏ xưa hoa thơm đang gốc. Thấy không? Cây này 140.000 nha. 140.000 giùm em mấy cây cây vàng thơm. Còn được cây này thôi à, sót nè, cây này là hàng vườn dưỡng nè mấy chị, thùng cũng khỏe rồi. 140.000 cây vàng thơm rồi nha. Có lấy vàng thơm lấy 140 giùm em cây này. Em có được một cái cây là cái cây thỏ xưa hoa thơm. Cây thỏ xưa hoa thơm này á, nó đang thân này là thân cao, nó đang nứt vòi thêm như cái này nó đang nứt nha. Cây này em để cho mấy chị cây thỏ xưa này 180, em để cho mấy chị 150 luôn. 180.000 để cho mấy chị 150 thỏ xưa hoa thơm. Nè nó đang làm bông cho mấy chị nha, thằng này hơi bị lớn bông á. Đâu rồi, cho mấy chị coi một bông bông thỏ xưa cái đã. Bông trắng hồng mấy chị, cánh sắn á, thỏ xưa thằng cánh trắng hồng cánh sắn. Cây 180 nè, thỏ xưa đắt lắm. Em để cho mấy chị cái chậu 150 luôn nha, còn được có một cây à. Có một cây vàng lai ben nó có màu hoa đẹp á. Nè đây là thằng thỏ xưa hoa thơm nha, mặt bông của nó cho mấy chị coi. Thằng này 180 á, bữa em bán mấy chị 180, còn có cây em để cho mấy chị 150 luôn nha. Mặt bông của thỏ xưa hoa thơm là bông của nó đây nè, em lên zoom lớn cho mấy chị coi nè. Cái chậu này hôm bữa đi dự thi nè, cánh của nó là cánh trắng hồng và nó sáng lưỡi tím nha, nó thơm dữ lắm, thơm nha mấy chị. Thằng này cực kỳ bền bông luôn, treo hoa cỡ 3 tháng này, chụp trong đêm tối nên không có thấy rõ cánh bông của nó nè. Để em kiếm cái hình hoa thấy rõ cánh bông cho mấy chị coi. Thank you.
160 một cây, em kiếm hình bông này. Đây mặt bông của nó nè. Mặt bông của cái cánh nó khi mà mấy chị chụp dưới nắng cập kỹ như thế này mấy chị thấy nè. Cánh nó sắn như thế này hoa rất là thơm nha. Hở xua hoa thơm. Em chốt cho chị Thúy Phượng nha, chị Thúy Phượng ơi. Anh Sơn Tiết nói gì là không đúng, anh Sơn Tiết. Đây là mặt bông của hở xua hoa thơm chuẩn cây cho mấy chị nha. Thúy Phượng có thông tin gì vậy? Chị Thúy Phượng lên số tờ địa chỉ giùm em nha chị ơi. Lên số tờ địa chỉ giùm em nha. 150.000 hở xua Thúy Phượng. Em lên cho mấy chị cái cây là cái cây vàng thơm nè mấy chị. Xuất sắc, còn được mấy cây, sót được một hai cây. Nó 170.000 thằng này nếu chị lên chốt đi. Bông nó đẹp chứ lắm đẹp nè. Combo 6 góc. Combo 6 góc 300.000 góc đẹp được không anh Tướng Mèo? Anh Tướng Mèo lấy 6 góc còn đẹp 300.000 được không? Góc đẹp. Đây là mặt bông của cái thằng vàng lai ben hoa thơm nè mấy chị, bông vàng đậm rực cho mấy chị nha. Cây này có được 1-2 cây em còn sót lại nè. Chuẩn mặt bông cho mấy chị nè. Đây, cái này là vàng lai ben hoa thơm nha mấy chị ơi. Bông của nó màu vàng rực lưỡi nâu như thế này. Bữa em có bán mấy chị đó còn sót lại được mấy cây nè. Cây là 170.000. Cây của nó cây cao thế này nha, 170. Đang làm hoa cho mấy chị nha, cây này đang làm hoa 170.000. 170.000 cái cây vàng lai ben này. Có chốt là chốt giúp em là 170. 170.000. Tướng Bèo ghi chú giảm tự chọn 6 góc còn đẹp 300.000. Mà em tự chọn đẹp cho. Không có thời gian lên thôi. Không có thời gian lên góc, không có soạn góc. Ấy em chốt không lẽ riêng. Cây vàng lai ben hoa thơm này là 170.000 nha. Có chốt là chốt 170 giùm em. Cây hiện tại đang có bồ bông mấy chị nha mấy chị ơi. Cây lâm bồ bông. Đang bồ bông này còn được mấy cây nữa vậy? Có một cây thôi nha mấy chị. Một cây duy nhất. Một cây duy nhất vàng lai ben. Còn em lên cho mấy chị một cây ben lai nữa nè. Có khác vàng lai ben nữa nha. Vàng lai ben này là 170.000 hoa thơm. Màu vàng rực. Còn cái này là cây ben lai, ben soda lai hoa thơm. Cái này là cây ben soda lai hoa thơm nè. Bò bà lưu hả? Bò bà lưu hình như em còn á. Bò luôn còn á chị Ngọc Lại ơi. Cái cây là cây ben lai hoa thơm. Cây này để 200, cây này còn là 250 một cây không nữa mấy chị. Để mấy chị 200.000 cây ben lai nha. Em có được 2 cây ben lai. 2 cây ben lai nha mấy chị, ben soda lai hoa thơm. Bông màu vàng lưỡi nâu. Cánh hơi sáng sáng một xí cho mấy chị, thơm lắm nha. Thằng là ben soda lai. Cây này là 200.000 cây này. Cây đang rất là khỏe. Mầm nó đang bật lên gốc 2-3 mầm nữa nè. 2 mầm tơ đang bật lên nữa nè. Cái mặt em nó đang sần lên đó chứ mụn gì mà nó đang đỏ lên đó chứ, mặt đang đỏ sần lên. Đúng rồi, nãy giờ gửi tin nhắn khách nó không có hiện luôn, nó sần lên đó chứ không có dậy trễ, nhưng mà nó sần cái mặt lên. Nó đâu có nhiều đâu, có 2 bài sáng mà ngủ không à. Dần thì Ngọc Tiết 200.000. Tiếp tục cái cây ben soda lai này nữa, anh chị nào chốt cây ben soda lai chốt giúp em 200.000. 200.000 giùm em nha, cái ben soda lai. Chốt này thì ok giúp em là 200.000. Đang bao và bông luôn nè mấy chị ơi. Cây đó em chốt cho chị Tiết Ngọc, Ngọc Tiết thôi nha. Chị gì nãy có thông tin chưa vậy? Nguyễn Thị Thí Phượng ơi, lên số ngồi địa chỉ giùm em chị Thí Phượng ơi. Trời mấy chị xin số ngồi địa chỉ của mấy chị, em ra làng là sớm thôi mấy chị. Đây nè. Cây này chị nào có chốt thì chốt giúp em nha. Cái chậu ben soda lai này chốt em 200.000. Chị Mai Thí Kiều 200 gặp đơn. Em có cây này đẹp lắm nè mấy chị. Cây này là cái cây vàng lưỡi đỏ châm thông. Vàng châm thông cây lầm như thế này. Cây này là 170.000. Mấy chị ơi đẹp lắm, em lấy cái mặt hoa cho mấy chị coi nè.
vàng lưỡi đỏ chăm thông mà cây nó nù, nó mập như cây mía vậy đó. Mặt bông chuẩn của nó luôn nha. Vàng chăm thông ở đây em còn được 3 cây nè mấy chị. Cái này là vàng lưỡi đỏ chăm thông. Cây này giá là 170.000đ, em hết gần lại bên luôn rồi nha, mấy bên like luôn nha mấy chị. Em hết bên like luôn rồi. Cây là vàng lưỡi đỏ chăm thông, cánh là cánh tròn, lưỡi của nó là màu đỏ tím, hoa thơm, nắng lên thơm nhiều mà không có nắng thì thơm ít. Cực kỳ bền bông luôn. Cái giống này cực kỳ bền bông luôn nha. 200.000đ, em 170.000đ. Cây này nó mập như cây mía luôn nè mấy chị coi nè. Cây đang rất là khỏe cho mấy chị nha. 170. Anh chị nào có chốt thì chốt 170 giùm em, đang phát bùa hoa. 170 giùm em. Cây mập rất là khỏe, thân mập nha. Đang vòi nụt lớn, 170.000đ cây vàng lai ben. Cái số ri vàng lưỡi đỏ chăm thông. 170. Vàng mấy cây bên đây giùm em. Cây này là 170 nha, chèn cái có cây nè. Đây, cây là cây lớn hơn nha mấy chị ơi. Cây lớn hơn, cây này là cây hai ngồng hoa, 180 giúp em cây này. Anh chị nào có lấy cây này lấy 180 giùm em, thân lớn nè mấy chị ơi. 180, vàng lưỡi đỏ chăm thông, cây 180.000đ. Có chốt này chốt 180 giúp em cây này, hiện tại đang có hai ngồng hoa. Lá nó rất là lớn nha, cực kỳ khỏe cho mấy chị, bộ lá rất là bóng. Thằng này nha, trồng về sau cái lá nó càng lớn, bông nó lên, cắt khi cắt lần bông đầu tiên mấy chị sẽ thấy lần bông sau nó lên sẫm màu, rất là sẫm cho mấy chị luôn. Cây này có chốt, cái này chốt giúp em 180.000đ cây này nha, vàng lưỡi đỏ chăm thông, đang hai ngồng, hàng đẹp mấy chị. Cây lùm mà là lùm lớn nha, cây này cây lớn nha. Cây nó mập cho mấy chị luôn, 180 cho cây này. Bây giờ xong em sẽ lên cho mấy chị những hàng chậu nhỏ nha. Chậu nhỏ em lên cho mấy chị cái loại này nè. Lên Damori, giống dòng Damori hoa thơm. Chớp chị Ngân Lê 180 nè. Em có một cái cây vàng chăm thông rồi luôn. Cây đang 4 ngọn hoa 200.000đ. Anh chị nào chốt cái này chốt em 200.000đ. Có con ếch đầu lên cái lá nè. Nhái con ếch. Cây này là 200.000đ. Cây này đang 4 ngọn hoa luôn nè mấy chị ơi. Đẹp quá trời. Chốt chốt em 200.000đ giùm em nha, cây vàng lưỡi đỏ chăm thông 4 ngọc. 180. Cây 180 chốt cho chị Ngân Lê, chị Xuân Thảo ơi. 200.000đ chốt cho Xuân Thảo nè. Được cho em cái cây chớp ba ly vàng bay đỏ thôi. À em còn được cái cây chớp ba ly vàng bay đỏ hay không đó chị? Cây ngoài này, cây này là 170. Cây 170 chớp ba ly vàng ba ly đỏ hoa thơm nè. Đây cây chớp ba ly vàng ba ly đỏ hoa thơm, còn 2-3 cây mấy chị chốt em nha. Cây vàng chăm thông em còn được cây 170 không à. Đây là cây này chớp ba ly vàng ba ly đỏ chuẩn hoa mấy chị, hoa thơm nha. Cánh của nó là cánh bướm như thế này cho mấy chị đẹp lắm luôn á. 170.000đ. 170.000đ cây hiện tại đang nụ. Chớp ba đa phần nó một vòi ngầm thế này mấy chị, tại giống nó mới phát mới là cây tơ. Cho đợt bông đầu tiên nè, cây của nó rất là khỏe nha, cứng cáp lắm mấy chơi. Chị Lê Nghị ơi, em không chốt được cho mình, em chốt cho khách khác luôn rồi. Cái chị gì đó mất tiêu rồi. Cây là cây chớp ba ly vàng ba ly đỏ hoa thơm. Chốt cho chị Ngân Lê 170 nè. Ngọc Thanh đơn hàng thứ bảy đi chưa em biết chết liền luôn á. Chị ơi nhắn tin vào Messenger hỏi kiểm tra đơn hàng em nha chị Thanh ơi. Nè cái chớp ba ly vàng ba ly đỏ hoa thơm chị Hoài Trang nè, 170.000đ. Cái này cho chị Ngân Lê Hoài Trang. Cách mới, những cách mới đơn hàng cho 1 triệu nha, chị Hoàng Ngọc của em nha. Hết rồi. Có. Đây chớp ba ly vàng ba ly đỏ hoa thơm 170 nha. Chị nhắn tin hỏi mà không xem không ai trả lời hả? 170 chị Nguyệt Quyển nè, chị nhắn lại giùm em tin nhắn, giùm em chụp tin nhắn nó gồm chị gây hơn Nguyễn Ngọc Thanh kiểm tra đơn hàng 170 chị Nguyệt Quyển nè. Trời ơi cái giống này đẹp quá mấy. Cây này hai ngọng chị này, chốt cái chậu chớp ba ly vàng hoa đỏ thôi mà chốt 180 giùm em cái chậu này nha. 180 chớp ba ly vàng bay đỏ hoa thơm 180.000đ. Cây hiện tại đang hai ngọng hoa hết luôn rồi.
cho chị tiết nhông một cây ta 180 ngàn. Tiết nhông 180 ngàn. Em lên cho Châu Trần cái cây này 180 ngàn cho Châu Trần nha. Châu Trần 180 ngàn. Châu Trần lên số ngoài để chỉ giùm em. Châu Trần ơi, hết luôn rồi đó. Coi còn không? Em còn một cây giáng xưa đẹp rồi mấy chị ơi, giáng xưa. Chụp cái đơn hàng, chụp cái tên của chị gì kiểm tra đơn hàng. Cho em cái địa chỉ luôn nha chị Châu Trần. Xưa cho mấy chị coi nè, này xin mặt bông của khách là đẹp lắm luôn. Cây giáng xưa còn được một cây nhất cho mấy chị 165 ngàn. Giáng xưa là 165 ngàn một cây, còn được cây sót lại nè mấy chị. Khách chăm nè, thằng này bông dữ lắm, bông luôn nè, xinh hình khách luôn á. Một trăm sáu mươi lăm ngàn. Đâu có chị Tuyết Nhung đi chưa? Hả, không biết chị Tuyết Nhung ơi, em biết cái liền. Hết hai cây ba vàng ba đỏ năm nay ơi. Cây giáng xưa này nha, 165 ngàn. Có chốt cây này chốt 165 giùm em giáng xưa. Ăn làm vừa nụ thằng giáng xưa rất rất tiền luôn mấy chị ơi. 165 ngàn cây giáng xưa. Lấy cây này chốt em 165 nha. Đây này em còn được một cây chớp ba ly vàng ba đỏ hoa thơm. Nó bị gãy ngầm hoa. Em để cho mấy chị cây này là 150 nha. Cây đang thắt ngọn luôn. Cây bên đây đang thắt ngọn 150. Chớp ba ly vàng ba đỏ hoa thơm là 150. Cái chậu này nó bị gãy ngầm hoa. Anh chị đặt mặt cây nó thân, nó quá trời thân luôn. Cây nó mập mướt ghê luôn mấy chị. 150 giúp em cái chớp ba ly vàng ba đỏ hoa thơm đang bị gãy ngầm. Anh chị nào chớp chớp 150 giùm em cây này nha. Chớp ba ly vàng ba đỏ hoa thơm 150. Dạ chị Kim Thu trợ tên chốt sau. Kim tên chốt sau nên là không có chốt được đơn hàng của chị. Cây đó 150 nha. Chớp ba lưỡi vàng ba đỏ hoa thơm. Cây còn cái cây chớp ba lưỡi vàng ba đỏ hoa thơm nữa nha. Cây này nhú vòi 170. Cây lấy cây nhú vòi giùm em đi. Thích lấy cây nhú vòi nè. Nhú vòi là 170 ngàn. Còn cây hàng lá là 150. Anh chị nào chốt nào đó chốt nha. Chớp ba lưỡi vàng ba đỏ thơm này em còn sót lại nè. Cây là cây nhú vòi nha. Lấy nhú vòi lấy 170. Còn lấy cây hàng lá là 150 giúp em. Cây thân nó rất là chắc khỏe nha mấy chị ơi, cực kỳ khỏe luôn. Bộ lá nó rất là mướt luôn nè, đang nhú nha. Lấy cây nhú vòi lấy 170 giùm em. Đúng rồi, trên máy chị đầu tiên nhưng mà bên máy em hiển thị chị là người sau cùng á. Còn được một cây bò bà lu 180 ngàn nè. Anh chị nào có lấy bò bà lu lấy 180 giùm em nha. Được một cây nhất cho mấy chị à. Bò bà lu cây này rất là cao. Nếu mà nhập vườn khác về bán cho mấy chị là khoảng 300, 320, 350 một cây. Và còn nhà vườn em thì bán mấy chị 180 ngàn một cây. Chốt cái bò bà lu này chốt giúp em là 180 ngàn. 180 giùm em, cây thân rất là cao với mấy chị, chỗ size phi 20. Bò bà lu thân cao nha. Em lấy cái mặt bông bò bà lu cho coi còn được chậu nè. Để chị nào hỏi em á. Có hình. Em cho coi hình. Nè, chốt chị Ngọc Lê bò bà lu luôn 180 ngàn. Đây là mặt bông của bò bà lu nha. Bông nó chơi cỡ 3-4 tháng luôn hơn, mà bông rất là to nha mấy chị. Màu của nó màu bầu blue á, xanh blue và tím blue mình đó mấy chị. Chốt Ngọc Lê 180 ngàn. Em lên cho mấy chị cái cây xe sao quay hoa thơm. Xe quay nè, cái cây này quá trời dồi luôn nè mấy chị ơi.
Ngọc Lê, số điện thoại để chỉ giùm em chị Ngọc Lê. Em đang cho mấy chị cái thằng xe sao hoa hoa thơm nhiều vòi bông lắm luôn. Giá của nó là 180 ngàn một cây, còn được mấy cây em để cho mấy chị 160 nè. Xe sao hoa hoa thơm, dòng dendro, cái dòng dendro nắng trắng hồng hơi vàng vàng mấy chị. Hoa cực kỳ thơm, vũ bông nó rất là dài. Thằng này nó cho rất là nhiều vòi mà thân nó mập như cây mía luôn. Nè, cái giống này mấy chị làm bông khủng khiếp lắm, mấy chị ơi, siêu bông cực kỳ. Xe sao hoa hoa thơm nha. Mặt bông của nó chuẩn như thế này cho mấy chị 180, còn được mấy cây em để cho mấy chị 160 luôn nha. Nè, cây nó đang rất là mập nè, mầm tơ đang nhảy ở dưới gốc lên cho mấy chị nè. Mầm tơ đang nhảy dưới gốc, thân mập nù nha. Ở đây đang là vòi hoa cho mấy chị, ở đây đang tuột vòi lên nữa. Nó đang nứt tuột vòi, vòi bông nó phát liên tục cho nứt lá cho mấy chị. 160.000 cây xe sao quay nè. Xe sao quay dòng hoa trắng tinh, hồng hơi vàng vàng cho mấy chị vòi hoa thơm. 160.000. Cây của nó là cây lùm, khỏe, mầm tơ nó đang bật gốc lên nữa nè. Bên đây nó mầm nó đang lên nữa cho mấy chị nha. 160, chốt chị Ngân Lê 160 gặp đơn. Đây là tiếp tục cái cây xe sao hoa hoa thơm này cho mấy chị, mầm gốc đang lên nữa này nha. Cây thân rất là khỏe. Mấy chị coi cái thằng này làm bông nha. Nó nứt vòi theo nứt lá như thế này là làm vòi dài lên nữa cho mấy chị nè. Thằng này nó làm bông dữ lắm mấy chị ơi. Mà nó ưa nắng nha. À, nên là mấy chị di chuyển á, ra chỗ nào nắng nhiều càng nhiều còn xíu là càng lên bông càng lên vòi nhiều đó cho mấy chị. Mấy chị coi nè. Nó làm vòi dữ lắm, ở đây nó đang nứt nữa cho mấy chị nữa nè, mấy chị coi nè. Đang nước vòi theo mắt này nghe, theo ngón tay em chỉ nha. 160.000 cây sao hoa này, 180 á. Hàng nắng thơm mấy chị. Em để cho mấy chị 160 luôn nha. Có lấy cây sao hoa này chốt giúp em 160. Đây nè. Đổi cây này chị Ngân Lê. Anh Thậu ơi, 38 đổi. Cái cây mới nãy em vô. Em lên cho mấy chị cái cây sao hoa lùm này luôn. Cây này tuy ít vòi xíu nhưng mà cây nó rất là lùm cho mấy chị. Nhiều thân gấp 2 lần cái cây kia luôn. 160.000. Anh chị nào lấy cái chồng xe sao quay lấy giúp em 160 nha. 160 đang có bộ hoa lùm gấp đôi cái kia. Kia 160.000 cái chồng xe sao quay này. Lấy xe sao quay lấy 160 giúp em. Em lên cho mấy chị cái dòng tay thỏ này. Mấy tay thỏ trong cổng còn được sọt cái gì không? Đây là kêu hàng quý hàng. Mặt bông giờ còn lưu đâu bác. Giờ có mặt bông bán thì hàng quý hàng có sao không? Em lên cho mấy chị mấy cây thỏ hồng rồi nè. Kim bắp 160.000 trên kim bắp. Trời ơi, cái cây thỏ hồng này một lùm nè mấy chị. Em bán rẻ cho mấy chị ơi. Đây nè. Trời ơi, cái cây này nè mấy em bán mấy chị 70.000 nè mấy chị coi chịu được không? Cho coi mặt bông. Đen rô nắng thỏ hồng. Đen rô nắng thỏ hồng nha. Dòng đen rô nắng tay thỏ, cánh cứng dày cho mấy chị. Thằng này đang làm bông rất là đẹp. Khoa chơi cỡ 3 tháng 4 tháng hơn. Cực kỳ bền bông, cánh sáng khủng khiếp cho mấy chị. Combo 3 cây giá của nó là 200.000. 70.000 một cây thỏ hồng lùm cho mấy chị nè. Em lên cho coi cây. Cây nó mập như cây mía luôn. Em lựa lùm nhất trong cái lô của em đang bóc hiện tại bây giờ mấy chị nè. Cây thỏ hồng nha, 3 cây 200 chị em chị cây hương. Combo 3 cây thỏ hồng là 200.000. Đây nè, cái cây của nó này đẹp quá trời đẹp mấy chị ơi. Đây, 3 cây là 200.000 thỏ hồng một lần. Chậu size phi 14 nha. Cây này về chị trồng chậu cũng được, ghép gỗ cũng được.
đẹp lắm mấy chị ơi. Ba cây có 200.000, 70.000 một cây táo hồng à. Mấy chị coi cái cây táo hồng nè. Đây 70.000 một cây, ba cây giá 200. Chốt combo ba cây này chốt 200.000 giùm em thỏ hồng giùm em nha, thỏ hồng. Combo ba cây, cây đang rất là mập, có 70.000 một cây chậu size Q14. Cây này lựa cây lùm dữ lắm lùm cho mấy chị mà cây đẹp quá trời rồi mấy chị coi nè. Cây rất là đẹp nha. Thằng này chuẩn bị lô là vô xuất lô làm bông hết rồi. Mấy chị mà ba cây mà mấy chị ghép vô một chậu là rất là lùm luôn. Rất là lùm luôn nha. Ba cây này giá là 200. Chốt combo ba cây, chốt cho chị Minh Nguyệt ba cây táo hồng đẹp chị Minh Nguyệt nè. Thả hồng cho chị Tí Phượng một cây gập đơn. Tí Phượng một cây gập đơn nè. Có 70.000 à. Ba cây là 200.000. Cho Kim Bắp một combo đẹp cho Kim Bắp nè. Hai cây. Ba cây cho Kim Bắp nha, không đẹp không lấy tiền. Ba cây này có 200.000 nè, Kim Bắp ba cây. Em cho mấy chị coi cánh bông không? Cây này là lựa maximum thân rồi cho mấy chị rồi còn gì nữa mấy chị. Lựa maximum thân rồi đó. Cái lô này là lựa nhiều thân nhất trong 300-400 cây ở dưới vườn rồi đó mấy chị. Còn muốn nhiều thân hơn nữa thì không có đâu. Đây, ba cây thả hồng giá 200.000 nha. Cây thế này mà mấy chị muốn hỏi ít thân nữa em thua mấy chị luôn á. Cây rất là nhiều thân rồi. Đây cho mùa đông lạnh ba cây lên thông tin giùm em nè. Mùa đông lạnh ba cây táo hồng cho mùa đông lạnh nha. Ba cây 200.000. Cây rất là hồng đông anh trời ơi. Trời tôi đọc mùa đông lạnh má ơi. Thật tới dữ lắm rồi. Gì trời. Combo ba cây giá là 200.000 nha thỏ hồng. Hôm mua cây lớn bông đẹp lắm mà. Trời ơi thỏ hồng chơi mấy chị kia ghiền quá. Bông lông tạng lắm mấy chị ơi. Thảo hồng là về chơi ghiền đó chứ không phải giỡn đâu. Thảo hồng combo 3 cây 200.000 nè, chậu của nó size V14 nha. Chốt combo 3 cây này chốt 200.000 giùm em. Rồi cái 3 cây đẹp cái này nè, cái này nè. Sau lưng em là hồ điệp. Hồ điệp thơm đó chị Hồ Bác. Hồ điệp mà màu cà chua á, cái màu cà chua của mình đó chị Hồ Bác. Đây. Combo 3 cây thỏ hồng này là 200.000 nè mấy chị coi đẹp không? Chậu size. Trời ơi cái thỏ hồng này về mấy chị ghép chậu là bao đẹp luôn. Nè, ba cây này 200.000 thỏ hồng nè, cây một lùm luôn nè, cho coi là một con thỏ hồng nha. Em cho mấy chị coi là một con thỏ hồng. Combo 3 cây 250. Hàng vườn bán mấy chị ba cây 200.000 à. Nè em cho mấy chị coi cái thỏ hồng chụp hình lên đẹp lắm nè. Cánh nó sắn dữ lắm, sắn không mấy chị ơi. Thỏ hồng lên hình đẹp lắm. Đây. Mấy chị coi thỏ hồng nè, lên hình rất là đẹp nha. Cánh nó sắn và sắn chớp mấy chị. Nó có tia chớp ở cái cánh nha mấy chị ơi. Thỏ hồng này có tia chớp ở cánh đẹp lắm. Đây. Combo 3 cây giá là 200.000. Anh chị nào chốt có thỏ hồng chốt em 3 cây 200.000 nè. Mặt bông chụp này đẹp không? Hãy gì coi nè. Cánh nó tia chớp zoom lớn lên mấy chị nhớ để giùm em cái cánh của nó tia chớp giống như thế này nha mấy chị. Thỏ hồng 3 cây 200.000. Combo 3 cây 200. Chị nào chốt combo 3 cây chốt 200.000 giùm em nha thỏ hồng. Cây lùm cho mấy chị rất là khỏe nha, cây lùm. Cây lựa cho mấy chị em bóc cây lùm bữa về vừa em bóc mấy chị cây lùm dữ lắm lùm luôn mấy chị. Nè, lựa lùm mấy chú thỏ hồng nó cũng được chiều thân giống vậy nè, em cho mấy coi cái chậu lớn này, chậu lớn không? Chậu lớn ở đâu à? Cái chậu lớn nó còn sót lại đâu, hai thân nữa rồi. Ừ đúng rồi. Cây là cây hàng lá. Em cho mấy chị coi cái chậu nè. Lựa cho mấy chị cây lùm. Bởi vì thơm luôn hả? Nè. Nè cái cây từ lúc đầu nó sẽ có 2-3 thân như này không à. Chứ không có nhiều hơn mấy chị đâu nha. Em lựa cho mấy chị một cây lùm về sau. Cái cây của mấy chị trồng sau này nó nhiều thân, nó vươn cao lên cho mấy chị. Là một lùm cây của mấy chị nó đẹp. Còn cái cây này mấy chị không ít thân không? Cái coi nè. Cái giống của nó đâu có nhiều thân đâu mà tại em lựa cây lùm cho mấy chị á. Ba cây này là 200.000 phải không? Chốt combo ba cây này chốt 200 giùm em. Ừ cho mình cây lùm luôn mấy chị. Thôi nè. Cây này về ba cây mấy chị ghép luôn, chậu lớn quá trời đẹp luôn mấy chị. Một cây này về phải ghép chậu Safi 50. Ba cây thỏ hồng này giá là 200 nha. Chốt combo ba cây này chốt 200.000 giùm em cây thỏ hồng lùm. Hàng đẹp cho mấy chị. Combo ba cây là 200.000. Một lùm luôn. Em lên cho mấy chị
tao còn được ít cây thằng người đẹp châu Phi. Em còn được ít cây em sell luôn nha. Từ sang chậu giúp em nha. Rồi mình sang chậu, tự sang chậu giùm em nha mấy chị. Chị Trân Lê ơi, cây da da này em để cho 150 nè. Đâu cây da da hàng vườn đang có vào bông à. Cây người đẹp châu Phi 90 ngàn một cây, em bán rẻ cho mấy chị luôn nè mấy chị. Còn được mấy cây đang biết. Không lấy tên đấy. Cây da. Cây da da này là da da lá dẻo. 150 ngàn cái chậu da da lá dẻo này. Dây da lá dẻo kia thì Cường em đang bán 150 ngàn, thì Cường là bán 200 ngàn một cây. Yến ơi, chị mới nhận 3 đơn hàng một lúc rồi em, cảm ơn Yến nha. Ba cây này 180, ai biểu là không có trời, kiểm tra trên hệ thống T-Bot. Cây này là 150 ngàn cây mini da nha mấy chị. Cây này da lá dẻo không phải là giá cứng nha. Nên là mấy chị trồng về sau nó không có bị rớt lá chân. Mấy chị quấn cái lá đó nè. Mấy chị không thấy bị gãy lá. Mấy chị coi nè. Không có bị gãy lá nha. Nó là mini da lá dẻo nên nó rất là đắt tiền. Cái giống nó cũng rất là đắt tiền luôn. Cây này nếu mà thị trường á là nó sẽ bán cho mấy chị là giá 200 ngàn á. Cây này có một cây một hành vườn nè em lên nè. 150. Đang có mùa ha. Kệ cho đó. Trời ơi mấy chị, chậu phi 16 đi bán 150 nè. Cái lá nó mới chịu công được. Cho Hùng Đông Anh 3 chậu 200 ngàn hả? Ừ. Thái Hồng, Hùng Đông Anh 3 cây Thái Hồng cho Hùng Đông Anh nè. Hết liễu ơi. Hết liễu rồi, lấy người đẹp trong phi đi mấy chị. 2 cây nè. Lấy kinh 3 cũng được. Hùng Đông Anh 3 cây nha. Lấy thông tin giùm em nha Hùng Đông Anh ơi. 3 cây 200 ngàn. Quần què à. Anh Hùng Đông Anh đây có 3 cây rồi. Anh Hùng Đông Anh đây mình có 3 cây rồi. Hùng Đông Anh ơi. Thiệt luôn á. Tạo nghiệp. Mình nãy mình có 3 cây rồi. Mình lên cái địa chỉ giúp em luôn nha. Giờ mình gì á. Em lên cái người đẹp châu Phi. Nó là 90 ngàn một cây người đẹp châu Phi nè. Em cho mấy chị coi mặt bông của thằng người đẹp châu Phi nè. Hình dung của thằng người đẹp châu Phi là nó như thế nào nha. Dạ. Kê anh. Người đẹp châu Phi là 90 ngàn một cây. Một cặp là 180 ngàn. Bây giờ em bán mấy chị 3 cây là 220 nha. 3 cây là 220 người đẹp châu Phi. Rồi cái thằng người đẹp châu Phi này nó đẹp chưa lắm mấy chị, bông nó lạ, nó độc cực kỳ luôn á mấy chị coi nè. Người đẹp châu Phi bông của nó là màu đen và viền của nó là màu viền vàng đồng như thế này cho mấy chị và rất là đậm màu. Người đẹp châu Phi nha, cái này có khi có nắng nó mới là hơi là đỏ mấy chị, chứ thật sự mấy chị là tông của nó là tông đen. Tông đen thui luôn. Ba cây giá là 220 ngàn, 90 ngàn một cây đó mấy chị. 90 ngàn một cây là ba cây 270, em để cho mấy chị ba cây 220 luôn nha. Tại còn ở đây khoảng được khoảng 3-4 combo gì đó đó mấy chị. 3-4 combo người đẹp châu Phi gì đó. 90 ngàn một cây. Em để cho mấy chị 3 cây 220 luôn nha. Còn được đây mấy cây à. Có chốt người đẹp châu Phi chốt không em. 3 cây này là 220. Chốt thôi ok em. 3 cây 220 em bán có giá sale mấy chị. 3 cây 270. Bớt cho mấy chị 40 ngàn. Đâu. Bớt 50 ngàn luôn 3 combo 3 cây. Có mấy cái biến mê công nữa kìa.
coi có rút cái vai không. Chắc có. Ba cây này là 220. Anh chị nào có lấy ba cây lấy cho 220 không? Không là cái anh quay vai rút cục quay vai ra là hết live stream. Má chờ cái mặt gì đói lắm. Đỏ mà nở hồn gì nữa. Đại ngựa đó anh chị. Không dám ngồi gần live, mấy chị ngồi gần live mấy chị thấy cái mặt em nó sần rồi. Có hành lý có. Có lấy người đẹp cho Huy thì lấy nha. Ba cây này 220 nè. Chị Thơ, đâu có ai làm giận đâu chị Thơ. Không ai làm giận đâu. Quá trời, dễ thương không? Trời ơi, cái bữa đó chút sắp đi trẻ ăn luôn á. Bữa đó anh gì cho tao? Gì mà cho tao? Trời ơi, nó qua trẻ mà hôm qua đó. Chưa trẻ nữa. Cái gì? Nó mà. Dễ thương không? Có mấy cái biến mê công bán đây nè. Mấy chị ơi, em đem cho mấy cái biến mê công này bán rẻ mấy chị nha. Biến mê công. Biến mê công nha. Biến mê công. Em lên cái biến mê công này cho mấy chị bán rẻ luôn coi nè. Bán rẻ lên. Ê, được cho bữa gì không? Em lên cho mấy chị cái cây biến mê công nha. Đây em lên. Cây biến mê công vàng cái đỏ. Bán cho 120.000 một cây chốt lẹ nè. Không chốt thì không có cơ hội đâu mà chốt lần thứ hai đâu. Biến mê công 120.000 cho thị trường 200-400.000 cây biến mê công. Biến mê công nha, hoa thơm. Vừa biến lá vừa biến bông cho mấy chị bán 120 một cây. Bán cho nhanh cho mấy chị nè. Em có được 2-4-5 cây biến mê công thôi. Bán 120.000 một cây. 120 cho Phương Đình nè, Phương Đình nhanh tay lắm. Trời ơi, có ai đâu bán mấy chị cái biến mê công 120 đâu mấy chị. Thiệt, em thua mấy chị luôn á. Mấy chị đi đút đuốc kiếm luôn mấy chị. Đút đuốc kiếm, thiệt, nói luôn á. Đút đuốc kiếm. Biến mê công đắt tiền lắm. 200-300 ngàn một cây biến mê công mà bán cho 120 một cây nè. Tại vì tranh thủ là cho canh wifi, anh sửa anh rút cái cục wifi ra nè. 120.000 cái biến mê công. Nè, cho Nguyệt Nguyễn một cây 120.000. Nguyệt Nguyễn một cây 120.000. Phương Đình hai cây rồi. Nè, cho thêm một cây biến mê công nữa nè. Quá trời, xuất sắc không? 120.000 Tịnh Thư nè. Người ta bán 2-300 ngàn, bán với 120.000. Còn được một cây biến mê công nha. Rồi, chốt này chốt 120.000 hết luôn. Tịnh Thư gặp bên cũ luôn nha. Tịnh Thư gặp bên cũ luôn, đi đơn luôn đó Tịnh Thư ơi. Cho Tiền Ngọc một cây cho Tiền Ngọc. Chứ không có được hai cây luôn á Tiền Ngọc ơi. Tiền Ngọc 68. Bán cái này rẻ nữa cho nè. Em bán cái này rẻ nữa cho mấy chị luôn nè. Bán rẻ. Chừng nào có rút wifi nói em nhanh. Em chút 5 phút. Em bán rẻ cho nè, đây lấy đi. Có mấy cái bay soda đây 250.000 em để cho mấy chị là. Em để cho cái bay soda này là 225.000 luôn nè. Trời cái cây bay soda này nó đẹp mấy chị ơi. Bay này là 250 một cây mấy chị mà còn rẻ rồi đó. Em sale mấy chị là 225.000 cái chậu bay này nha. Ben soda là ben xưa nha, cây lầm nha mấy chị, nó đang phát tán, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy chị bán mấy chị 225.000 chậu nè, còn được 4 chậu ben soda nữa. Cây là cây mầm tơ đang lên nha, cái là mầm tơ nó đang bật lên cho mấy chị nè. Ben soda, cái chậu này để cho mấy chị là 225,
225 bên soda bên vàng của mình đó mấy chị. Hoa thơm 250. Em để cho mấy chị là 225.000 nha. Em lấy cái mặt bông ơi. Em chụp hình em nói là đây là mặt bông vàng. Vàng công chúa. Vàng công chúa. Vàng công chúa. 10.04.05. Anh không giúp. Đây là mặt bông vàng. Người đang giúp vàng công chúa. Vàng công chúa. Cái này ra cho nó chảo vào quán cho nó gắn ra. Chút trễ cho mũi đâu rồi, lấy cái mặt bông mesuda cho mấy chị. Trời mesuda này để cho 225.000 hết lắp. Hết lắp luôn. Hai chốt này chốt 225.000, lấy cho cái chậu thân đứng xíu cho mấy chị nè. Thân này là không phải là thân ngã đâu, mà nó đang tơ lên. Chị cho cái chậu cao cao xíu đi. Đây. Cái chậu bên này là 225.000 nha. Có chốt bên chốt 225 giùm em. Rồi cái chậu bên này nè. 225 225.000 em sale cho mấy chị luôn, 250 để cho 225.000. Chậu bên xưa hoa thơm nha, một lùm cho mấy chị luôn nè. Một lùm nha, đang có cây này chuẩn bị làm bông cho mấy chị thân cao đẹp. Bên soda vàng của mình á. Chị cái mặt bông cái chị nhìn giờ nó mất tiêu. Có chậu 8900 được không chị Thảo? Thảo siro. Thảo siro. Trời ơi, cái bên soda của tôi, trời ơi trời. Nhìn kiếm không ra cái một bông bên soda lên trần ngộ ghê trời. Không có cô Nguyễn Hương ơi, thua. Thì dao bông nụ lớn không có, thua. Đây mặt bông của bên soda cho mấy chị coi. Mà chậu hoa thơm hả? Giờ không có 5-600, có hàng 800 mà. Giờ có hàng 800 á chị. 800 mà cái chậu không chai măng chóc khủng á, 800.000 á. Cái cây là cái chậu ben soda nè. Anh chị nào có lấy ben cái chậu đó em để cho 225.000 nha. Bây giờ hoa thơm thì bây giờ chỉ có cái chậu mà 800.000 nè. Có lấy cái chậu ben đó lấy giúp em 225.000. Đâu cái chậu 800.000 của mình rồi ta. Đem lên cho cái chậu thông chai bông tóc hoa thơm 800.000 mấy chị coi thử. Cái chậu 800 nè. Giọng nó hết hỏi luôn nè. Ăn mặc sao? Cây này bao nhiêu giờ bông ta? 2, 4, 6, 7 giờ bông à. Có 7 giờ bông thôi mấy chị ơi. Mà cái cây nó khủng khiếp luôn. Cái này là thông chai măng cốc hoa thơm nè. Trời ơi, chậu 800 nè mấy chị. Ở đây 4 vòi. Ở đây đang có 2 vòi nữa là 6 vòi. Ở đây có 1 vòi nữa nè. Là 7 vòi bông. Cây là hàng chậu lớn size Q50. Mầm lớn đang lên một tơ, một nhỏ tùm lum lá trơn mấy chị. Chậu này là 800.000 cái chậu thông chai măng cốc hoa thơm. Chậu khủng ngang. Trồng được cái chậu này hơi bị lâu lâu ấy, chứ em ấy cho mấy chị đâu. Hơi bị lâu á. Mặt hoa của thằng thông chai măng cốc hoa thơm nè mấy chị. Cây này chị nào có chốt, chốt chỗ này 800 nha, hàng khủng. Mà mấy cái mầm gốc đang bật lên nữa nè. Cây rất là khỏe nha.
cánh cam em còn được 2 chậu. Hàng ngắn thơm. Cô mua cái đơn đó. Anh chị nào có chốt tụi này chốt 800 nha. Đây là hàng ngắn thơm mấy chị nè. Có lấy cho mẹ em 800. 800. Đang bật mầm gốc đang vừa lên. 800 ngàn cho cái chậu này. Chốt thì ok với em 800. Xíu em lên hàng thanh lý nha. Mẹ móp lại mẹ tắt lên hàng lý nha mấy chị. Bỏ cho bé xuống nè. Dạ. Mà có cái combo đó là nó bị thở siro nhanh thông tin nha. Em còn được cây 800 ngàn nữa nè mấy chị. Tại vì đang like cho nên con sẽ chỉ vô coi tin nhắn cô được á. Đây, cái cây thông chai bằng gốc chụp cũng 800 ngàn luôn. Còn chụp chậu cuối cùng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vô bông luôn. Nè, 7 vô hoa luôn nha. Cây lùm, thông chai bằng gốc hoa thơm bằng chậu khủng. Mầm gốc đăng lên chậu nào chậu đó đáng không tiền bắt gạo của mấy chị nha. Có lấy cái này là giấy lít em là 800 ngàn. Chậu là chậu hàng nắng thơm. Cho em xin địa chỉ luôn nha chị Thảo Siro ơi. Cũng lắm. Chậu là chậu 800 nha. Nè, đang đây đang nhú bao. Nó còn nhảy mầm ở đó, nhảy vô bông nữa nha mấy chị. Đang làm bông đẹp cho mấy chị luôn. Chậu này vô hàng khủng. Chơi chậu đáng tiền chậu á. Chậu này được ghép hai chậu lớn lại với nhau. Hai chậu lớn lại với nhau á nha mấy chị chứ không phải ấy đâu. Tai phi 50. Cây mút từng cái lá luôn. 800 ngàn cho cái chậu thông tre bằng cốc hoa thơm này. Dạ. Em còn được chậu này nha. Dạ cô Hoàng Nguyễn. Chị nào có lấy chậu này lấy 800 nha. Để em up like xíu mình thanh lý cho mấy chị. Em tắt like cái nha mấy chị ơi, tắt like cái. Bye bye mấy chị.